Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, diễn giả. Kính thưa quý sư cô. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử cùng quý đồng hương thân mến hiện diện trong buổi thuyết giảng hôm nay. Lần này là lần thứ hai mà thượng tọa Thích Duy Lực, một thiền sư gốc người Hoa, đã cư ngụ sống hành đạo tại Việt Nam trên 40 năm qua. Lần trước chúng tôi đã giới thiệu về Ngài đến tất cả đồng bào Phật tử tại vùng Sâm Rê trong bữa thuyết trình kỳ trước. Lần này cũng là một cái nhân duyên rất hy hữu và hân hạnh cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại vùng Sâm Rê. Chúng tôi cũng mời thượng tọa về nơi này để diễn thuyết về Phật pháp, mà cái đề tài hôm nay thượng tọa muốn nói là từ nghi đến ngộ. Tất cả những người học Phật, dù xuất gia hay là tại gia, chắc có lẽ chưa có ai là hoàn toàn hiểu biết thấu suốt trọn vẹn. Xuất gia cũng vậy, chư tăng chúng tôi lúc mà không biết thì cũng phải tìm cầu học hỏi đến các bậc bề trên hay là nghiên tập giáo lý. Có được như vậy thì người tu theo Phật pháp mới giác ngộ hoàn toàn. Ngày xưa Đức Phật triệu tập trong tứ chúng là chúng xuất gia nam và nữ, chúng tại gia, cư sĩ thiện nam và tín nữ, lại một nơi quy định là những nơi đạo tràng tỉnh xá để mà Đức Phật thuyết trình, cũng hỏi lại trong tứ chúng quả thử còn những cái gì thắc mắc nghi ngờ chưa hiểu chưa biết về giáo lý thì Ngài sẽ giảng dạy. Thời đại sau này cách xa Đức Phật 2500 mấy chục năm rồi, nhưng có lẽ Phật pháp cũng chưa thấu suốt được với tất cả mọi người tu theo giáo lý của Ngài, học theo giáo lý của Ngài. Cho nên chúng ta ai nấy cũng phải còn tìm cầu học hỏi. Các bậc thiền sư, các bậc giảng sư đã thường thường thuyết giảng, trình bày, giới thiệu về giáo lý của Đức Phật, nhưng chúng ta cũng chưa ăn tường rốt ráo. Bởi vậy cho nên một cơ hội nào, một dịp may mắn nào mà chúng ta được nghe các thầy, các diễn giả, các thiền sư mà thuyết pháp giảng đạo thì chắc chắn đó là một niềm vui cho mọi người Phật tử chúng ta. Riêng cá nhân chúng tôi, người tu sĩ cũng vậy nữa. Thì tôi tin rằng tất cả những người Phật tử như quý vị chắc chắn là khao khát thiếu thốn cái vấn đề học hỏi kinh pháp giáo lý của Phật. Cho nên cái đề tài từ nghi đến ngộ là một đề tài chẳng những mới hôm nay, từ ngàn xưa và mãi mãi về sau. Như vậy thì chúng ta không còn nghi ngờ, thắc mắc và sợ sệt lo âu phần phòng gì nữa. Chúng ta cần những cái điều gì chúng ta chưa thấu đạt, chưa hiểu biết thì sau cái thời tiếp giảng ngắn của thượng tọa Thích Duy Lực, Ngài sẽ trả lời tất cả những cái nghi vấn của đồng bào Phật tử chúng ta. Chắc có lẽ ban tổ chức phải chuẩn bị một số giấy, một số viết trao hết cho tất cả những người Phật tử, ai là có những câu nghi ngờ gì, thắc mắc gì, cứ ghi sẵn tên giấy đưa lên ban tổ chức và sẽ trao lên cho thượng tọa diễn giả để sẽ giải đáp trình bày tất cả cho quý vị.
nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phương bất khắp mười phương cúng dường ngôi tám ma bảo thề toàn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cao bậc từ giá hồn tâm bồ đề kiên cố xa bể khổ mẹ chóng quay về bờ chơi hương định hương dự về hương dài con trái con trì kiến hương quang minh văn đài kiến văn giới nhà cũng dường thầm hương vô thường tôn nam mô hương cũng dường bồ tát nam mô hương cũng dường bồ tát nam mô hương cũng dường bồ tát ma tát. Như tâm đảnh lễ tam thế thập phương chư Phật tôn pháp hiền thành tăng thường trụ tám ma bảo. Như tâm đảnh lễ thập phương chư Phật tôn pháp hiền thành tăng thường trụ tám ma bảo. Như tâm đảnh lễ thập phương tam bảo Phật pháp tăng thường trụ tam ma bảo. Quý vị thân tọa đại đức thanh ni, thưa quý vị văn khách và tất cả phật tử hiện diện này, tôi cảm thấy rất hân hạnh được mà thân tọa ngồi lên này kính diện với tất cả quý vị. Thì này là lần thứ nhì cái kỳ trước á, thì cái thời giờ mà giải đáp á không đủ, nhiều phật tử còn nhiều cái vấn đề muốn hỏi, nhưng mà cái thời giờ thời gian đã mà đến phải giao cái trường trả lại, cho nên kỳ này á tôi muốn dạy dành cho nhiều kỳ giờ ha, để mà cho quý vị phật tử hỏi, để tôi mà được giải đáp hết tất cả thắc mắc của mà các phật tử. Bữa nay cái đề tài tôi giảng là từ nghi đến ngộ. Cái từ nghi đến ngộ này á là cái phát hiện trực tiếp truyền từ Phật Thích Ca. Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm sau cùng á tự nói là tôi chưa từng thuyết một chữ à. Rồi á truyền cái pháp môn tổ sư thiền chỉ là bốn chữ đó, từ nghi đến ngộ. Sao gọi là từ nghi đến ngộ? Nghi á là không biết, không hiểu, không biết. Nếu mà một việc gì là hiểu biết rồi đó thì hết nghi. Tham thiền đó, cái tổ sư thiền là chỉ chú trọng chữ nghi đó, gọi là nghi tình. Tình là cái tình trạng của nghi, tức là cái tình trạng đó, không hiểu không biết của bộ óc. Vì cái biết của bộ óc á,
nó có hạn chế, biết chỗ này không biết chỗ kia, có lúc biết có lúc không biết. Như cái biết của bộ óc nó không có đúng như thực tế. Cho nên Phật Thích Ca muốn mình tự ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ cái Phật tánh của mình. Phật tánh của mỗi chúng sanh á, cái biết của Phật tánh nó gọi là chân biến trì đó. Thì cái biết nó mới cùng khắp không gian, cùng khắp thời gian, không có cái nào mà thiếu sót, không còn cái gì không biết. Cũng như mà cùng khắp thời gian á, là khác hơn cái biết của bộ óc. Cái biết của bộ óc á, ngủ mê thì không biết, chết giấc không biết, chết rồi không biết, nó không có cùng khắp thời gian. Còn cái biết của Phật tánh á, gọi là chánh biến trì đó, thì ngủ mê vẫn biết, chết giấc vẫn biết, chết rồi vẫn phải biết. Nếu mà chết rồi không biết thì không phải là cái biết của Phật tánh. Bây giờ tham thiền nó từ nghi đến ngộ là ngộ cái biết của Phật tánh, nó hiện lên đó, thì cái biết nó không thiếu sót khắp không gian, khắp thời gian, không có lúc nào không biết, không có chỗ nào không biết. Cho nên nói là Phật pháp là vô lượng vô biên đó. Tại cái bản thể của tâm mình, của Phật tánh là vốn là vô lượng vô biên, à, khắp không gian, khắp thời gian. Bây giờ á, tham thiền là quân khắc thiện cái Phật tánh của mình. Cái tham thiền á, bây giờ á, thời gian thì rất ít á. Tôi chỉ lệ cái cơ bản á, cái tham thiền á thì có hai cái điều kiện. Trọng yếu nhất á, là tinh tự tâm với phát nghi tịnh. Thế nào là tinh tự tâm? Tức là tinh cái tâm mình cùng tất cả chư Phật, nó không có khác. Cái bản thể nó cùng khắp không gian, cùng khắp thời gian, siêu vật so lượng. Tất cả năng lực đó đều lại đủ, không có thiếu sót. Bây giờ á, mình không có phát hiện cái năng lực của mình sẵn có á, à, là tại theo cái nghiệp của mình. Vì cái nghiệp mình đó sẽ khuất. Bây giờ mình tu hành á, thì á, mình phải quét sạch tất cả cái nghiệp đó, à, thì cái biết đó của Phật tánh là hiện lên, à, tất cả thần thông trí huệ năng lực, à, đều lại đủ sẵn. À, cái bản năng á, của chúng sinh á, nó tùy cái nghiệp mà hiện ra chút đỉnh. Cũng như cái con mà con rơi đó, nó không có con mắt, nó bay, nó không có lượng chất lượng, à, nó là sẵn có cái năng lực, cái bản năng gọi là radar đó. Nhà khoa học bắt học cái bản năng của con dơi thì mới phát minh cái radar. Còn radar đó chỉ là tạo cái nghiệp con dơi, đào thai thành con dơi thì tôi tự nhiên có cái bản năng radar. À, cái ra ra của con dơi đó, hôm trước tôi ở trong đại TV Nam Môi có kinh nghiệm ha. Tôi giúp thầy ha, mình dở sách nó cũng nghe được ha, cũng biết được, mà đến tiền nó cũng phân biệt được. Ở trong nhà thờ ồn ào á, ca hát á, nó chọc một con mũi á, nó không bị cái ồn ào ảnh hưởng. À, cái bản năng đó nó sanh ra là có.
chứ không phải là họ mới có, không phải là những cư mới có. Cũng như mà con chim ăn cá đó, Đại Tư Duy cũng có chiêu á, nó ở trên bay, ở trên hư không, cách cái biển nó còn xa lắm, mà cá thì lội ở dưới biển, mà có lặn sông biển, cá không lăn lội mà không có ở một chỗ như vậy. Nhưng mà con chim á, chục ngày con cá nó không có chặt, cái bản năng đó là nó sẵn có. Không phải là chưa học mà có. Thì cũng như bây giờ á, cái đầu óc của con người đó cô tạo giúp tình gì á, nhà khoa học á học cái cô tạo tình gì của bộ óc con người thì phát minh cái máy đèn toan. Nhưng mà con người á, người nào cha mẹ sinh ra đều là có cái bộ óc tình gì đó. Những cái này đó là tùy theo cái nghiệp á, mình đào thai thành người thì có cái bộ óc tình gì, đào thai thành con dơi thì nó có cái giả tà. Nếu mà mình tất cả nghiệp á đều sạch hết á thì cái năng lực á, thần thông biên hoa chi huệ á, tại vừa đụng vừa biên nó đều hiện ra hết. Mục đích á, Phật Thích Ca truyền cái pháp môn này đó từ nghi đến ngộ lắm, muốn mình ngộ được cái bản tâm của mình, cái Phật tâm của mình, đủ thứ năng lực đều sẵn có, chứ không phải là vô học mà có, không phải mà vô tu mới có. Bây giờ á, cái thời gian á, trước đây tôi muốn dành nhiều thời gian để cho quý vị hỏi. Bây giờ quý vị nào mà có thắc mắc ăn thì đem dễ giao cho ban tổ chức, tôi sẽ mà giải đáp từ điều từ điều của quý vị hỏi đó. Nhờ có phải là cũng như chưa có trời lắc ta là cái gì không biết á, không biết là nghi rồi ha. Có nghi là thanh thiền rồi đó. Cái thực hành thấy rất dễ đó, chỉ là hỏi câu thoại đó, tự mình hỏi tự mình cảm thấy không biết thì là thanh thiền. Cái không biết đó là nghi, từ chỗ nghi thì lên tới chỗ ngộ, tới chừng ngộ rồi thì tất cả đều biết, không có cái nào không biết nữa. Nhưng mà bây giờ á, tôi muốn quý vị á được tăng cường cái lòng tin, tin được ta đó. Phật á có hào quang, nhưng mà con người á, người nào cũng có hào quang. Cái hào quang của con người đó là sáng. Ma quỷ cũng có hào quang, nhưng mà cái hào quang của ma quỷ nó đen. Còn á, con người á, người nào có tu á thì á, cái hào quang nó sáng. Không có tu á thì hào quang nó không có sáng. Tu nhiều chừng nào á thì cái hào quang nó sáng chừng đấy. Bây giờ tôi kể câu chuyện á về cái hào quang. Có một ông á, họ Kim á, cái bằng Kim Bích Thông á, ông ấy làm chủ sự ở chùa. Tôi lần chung á, Nghiêm Lan Dương sai quỷ sứ lại bắt ông. Ông mới sợ. Năn nỉ quỷ sứ nói bây giờ á, cho tôi sống thêm 7 ngày nữa được không? Không được, tôi phải về hỏi Nghiêm Lan Dương, nếu mà cho thì tôi 7 ngày sau tôi mới về trở về, nếu mà không cho tôi trở về liền. Rồi á, cái quỷ sứ nó đi rồi không có trở về. Cái ông gì sợ chết đó thì ngày lên thăm nhàn đó, thì có phải là ngày đêm không có ngủ liên tiếp 7 ngày, cái quỷ sứ lại á không thấy ông. Tại sao vậy? Tại cái hào quang nó sáng quá, quỷ nó không thấy nó. Cho nên khi mà ông già về cái hào quang á,
cũng có người mà kiếp trước có tu mà con mắt thấy được hào quang. Cũng như ở Trung Quốc á, ở Trung Hoa Dân Quốc á, có lạc đổ ông Doa mà Mạnh Thăng á, thì có cái nội các á, Duyên Thế Khải á, khi đó là bộ trưởng ngoại giao cái bằng Ngũ Đình Phương đó, cái ông bộ trưởng đó thì cái mắt á thấy được cái hào quang, cái hào quang của mọi người. Mà ở trong nội các các bộ trưởng á, khi ông mà nhìn thấy cái hào quang của các bộ trưởng sao mà nó yêu quá, nó không dám mà cái hào quang của bộ trưởng. Thành ra ở trong bộ nghĩa là cái này á, nói với người ta chắc là cái đại nội các này đó, chắc không bao lâu, chắc là không bao lâu bị người ta tạc đổ. Hồi ngày Ngư Dương ở Quảng Tông ở chùa Nam Hoa cũng có một cư sĩ thấy được cái hào quang. Ở ngoài đường ông gặp người nào có tu, người nào không tu, coi cái hào quang thì biết. Ngài Ngư Dương là người kiến tăng á, sống 120 tuổi đó, mới tịch ở năm 1959 á. Đã kiến tăng thì ông hào quang nó sáng lắm. Mỗi lần mà Ngài Hư Dương á, đi đâu về chư vô cổng á, thì ông nói ta ê, qua thượng kia rồi, nó ở đâu, sắp vô cổng rồi, không chưa thấy người là thấy hào quang trước rồi. Ông mà một ngày á, có một làng á, thấy một đội binh á, linh á, sắp ra trận, mà tất cả cái đội binh đó sao mà hào quang nó giống như quỷ vậy đó, ma đó. Cái ở trong bụng nghi đó, tại sao mà có người lát để là hào quang trắng đúng á, sao mà hào quang mà đen. Mà một tiếng đồng hồ sau đó, người ta lại báo cáo là tử trận hết trơn. Đội binh được tử trận hết trơn. Trước mà cái chết lại thì cái hào quang nó tối rồi. Về cái hào quang đó, ở trong lịch sử Nhà Tông á, nó nhiều lắm. Mà không những mà ma quỷ á, nó sợ, thiên thần á, ở trên cõi trời đó, nó cũng sợ nữa. Tôi xin kể thêm một chuyện mà thiên thần á ha. Ở lời nhà tướng có một luật sư đó, cái bằng Huệ Nam á, Huệ Nam luật sư, ông chỉ luật nó giúp trang nghiêm mà cảm ứng tới người khen thần trên trời đó, mỗi ngày nem cơm đồ ăn xung cung dường ông. Mà có một thiền sư á, nghe nói khen thần mà sư có gặp mặt á, không biết cái mặt mũi của thiên thần sao. Bữa đó chuyên để mà đi thăm ông luật sư để mà gặp ông thiên thần, coi cái mặt mũi thiên thần ở trên trời sao đó. Vậy đó mà mỗi bữa thì thiên thần 11 giờ rồi đấy, mà bữa đó 11 giờ ông bảo là một loại mà chưa đến, đợi tới 12 giờ chưa đến, 1 giờ chưa đến, 2 giờ cũng không đến. Tưởng là ông mà Thiên Thành đó, bữa nay nó không có ở phòng á, không xuống nữa, cho nên đi về. Ai về nó mới đi, thiền sư nó mới đi ra thì Thiên Thành nó vô. Thì luật sư nói á, ông biết tôi là giới giới luật là phải chỉ mộ á, quá mộ là không ăn. Bây giờ đem lại tôi cũng ăn không được, sao bữa nay đến trễ quá vậy? Tôi là phải đến trễ, tôi cũng lên như mọi ngày á. 11 giờ là tôi lên rồi, tại cái tòa nhà đó bị hào quang nó trùm khắp, tôi vô không được. Bây giờ hào quang nó tan cả là tôi mới vô được. Thì lúc đó ông luật sư mới biết hồi nãy ông thiền sư ngồi đây nè, hào quang nó trùm khắp tòa nhà mà thiên thần cũng vô không được nữa. Thì chứng tỏ người có tu á, thì tự nghe cái tâm lực mạnh, cái hào quang nó mạnh.
cái hào quang mạnh á, quỷ thần cũng sợ nữa. Bây giờ ấy, người ta cứ sợ quỷ, sợ ma. À, sự thật á, ma phải sợ người mới phải. À, nhưng mà quý vị có tu á, à, ma phải sợ. À, thì khỏi cần sợ ma. Kính thưa quý vị, à, chắc quý vị đã, mỗi người nào cần hỏi đã có những tờ giấy. Giờ tôi xin nhắc lại một vài điều. Xin quý vị viết thật là ngắn gọn và rõ ràng. Thứ hai là thần đoạn thích giác lượng sẽ theo cái ưu tiên thứ tự để mà đọc cái thắc mắc của quý vị. Hãy nghi văn ngộ với dễ. Nghi là nhân, ngộ là quả. Không nhân thì không có quả. À, không những mà cái pháp xuất thế gian vậy, pháp thế gian cũng vậy. À, nhà khoa học á, phát minh á, ngộ được cái định lý á, của thế gian cũng là do cái nghi mà ngộ. Cũng như ông Newton á, cái trái bom ở trên cây dứt xuống đất, nó phát nghi là tại sao mà dứt xuống đất không dứt lên trên trời. À, nó vô cái nghi này đó, nó dùng bộ óc để nghiên cứu tìm hiểu, rồi kết cục á, nó mới phát minh được cái hấp dẫn được dẫn lũ làm cái định luật. À, tôi qua học. Nhưng mà nếu mà dùng cái bộ óc để nghiên cứu tìm hiểu á, gọi là hồn nhiên. Còn á, không dùng bộ óc để nghiên cứu tìm hiểu, để nó tự mình nó bừng ngỏ, gọi là tranh nghi. Cái từ nghi đến ngỏ này đó, Phật Thích Ca truyền đó, thì không cho bộ óc tìm hiểu, không cho bộ óc suy nghĩ, để cho nó tự mình nó bừng lên cái ngôi kia bằng ngỏ. Cái ngỏ này mới là cái bằng tranh ngỏ. À, khi một khi ngỏ á, trước kia thì bộ cách nào nhiều cái không biết nhé, chú trụ di minh mông đều không biết, nhưng mà ngộ một cái thì không có kêu sống cái nào cũng biết. Bởi vậy nó khắp không gian, khắp thời gian. Mà nếu mà không có nghi á thì không có thể ngộ. Còn nói là không ngộ á là phải là nếu mà nghi ấy, thì kết cục nó sẽ ngộ. Còn không ngộ là tại không có nghi, chứ không phải là tại nghi. Tại không có nghi thì phải không có ngộ. Ở trong thiền tông nó nói là bắt nghi bắt ngộ, tức là không có nghi thì không có ngộ. Tiểu nghi tiểu ngộ, tức là nghi ít ấy, thì ngộ ít. Đại nghi đại ngộ, tức là nghi lớn, nghi nhiều thì ngộ nhiều. Thì cũng nên nói mà hồi nãy tôi nói trên tự tâm đó, tên có mùi phản thì cái nghi mới mùi phản, cái nghi mùi phản, cái ngộ mới có mùi phản. Chứ không có thể mà không nghi mà được ngộ. Mà không ngộ là tại không có nghi, chứ không phải là tại nghi. Dạ, ta tiếp theo câu hỏi thứ hai. Kính thưa thầy, con là một tu sĩ còn tại gia, con còn phải đi làm và công việc làm của con vẫn còn toàn bộ óc để giải quyết công việc. Vậy nếu con tiếp tục tham khởi đầu tạo nghi tình như vậy thì đến một lúc nào đó bộ óc của con vì tham khởi đầu rồi gần như là không còn sử dụng được bộ óc cho công việc làm nữa. Vậy xin thầy giải thích cho con phải làm sao? Có phải nếu con tu và tham khởi đầu thì đến lúc nào đó con phải nghỉ việc hay không? Nam mô A Di Đà Phật. Cái tham khởi đầu đó là muốn làm cho bộ óc không biết. Làm cái biết của Phật Pháp nó hiện lên. Bây giờ á, cái biết của bộ óc á, cái biết của bộ óc chứa hạn chế,
thì không có đúng như thực tế. Nếu mà nhận được cái biết của Phật tánh lên á, thì làm việc á khỏi cần quá đó. Cũng như bây giờ là ở tôi ở nó đã có cô Phật tử á, họ chỉ là cái bằng chỉ hành thiền, khỏi lên vi tình á thì bỏ không biết à, cố là tỏ mai ha, cắt mai tiếp theo. Khi mà bộ óc không biết á, nó cũng cắt thành cái ao, không có cắt nổi. Cho đến á, người em hỏi mai thằng mai tiếc, mai à mai thằng mai mai tắt, không biết. Điều lý không biết là sao cắt, nhưng mà sự thật á, cái bộ óc không biết, nhưng mà nó cũng cắt xong cái ao. À, lại bây giờ nha, những người muốn cắt mình cái ao mà kiểu môi á, họ khác phải nghiên cứu rồi mới khác được, còn á khỏi cần nghiên cứu, nghiêm lợi các khác liền khỏi cần qua bộ óc. Còn lại tôi đã mới nói đó, cái biết của Phật tánh á, nó làm cái gì cũng được mà. Có trường của cành á nè, là ốc cầu giang á, củ mòn á nè, giữ cửa. Khi mà lăng thang thiền đó thì cái bộ óc không biết, không thấy trái banh, nhưng mà trái banh nào cũng chụp được hết á, không có trái banh nào mà lột dọc được. Cho nên trận đấu nào á có trường của cành giữ là thắng. Mà cái nó cắt áo hay là chụp tới bàn nữa, cái đó nó còn không có nguy hiểm lái xe nè. Nếu mà bộ óc không biết nó không, nó đụng xe nguy hiểm lắm, nhưng mà không bao giờ đụng xe. À, bác sĩ Phượng á, trước giải phong là trưởng kỳ y tế được nghe, năm nay cũng cỡ 70 tuổi rồi. Sau khi học tham kèm đó, đang tham thì không thấy xe cộ. Từ Rạch Giá lên Sài Gòn, Sài Gòn xuống Rạch Giá, lái xe Hồng Ngọc thử lắm, không bao giờ mà đụng xe. Có hai tài xe làm nước ta tại Sài Gòn giỏ lớn á. Khi mà khỏi lên vi tình á, xe cộ bao nhiêu cũng không có đụng xe. À, tức là nó dạng cái viết á, của Phật tánh một chút xíu đó là hơn cái biết của bộ óc không biết bao nhiêu rồi. Ở Việt Nam nó không có cái giác nguyên tử Nhật Bản đó ha, thì xài hết mực rồi đó, thì có người ta nhân bom á, bom mực vô xài nữa á. Có một thanh niên 20 tuổi á, bom mực nguyên tử á, khi mà chưa có tham thiền á, một ngày bơm được 40 mấy cây, mà khi mà lăng tham thiền á, bộ óc không biết á, bơm được 80 mấy cây kinh gấp bội. Lại á, trước khi á bơm 40 mấy cây nó giảm được, nó không đều 80 mấy cây á, nó giảm được đều đều. Không những mà số lượng tăng gia, cái chất lượng cũng tốt hơn nữa. Chứ không phải là nếu mà được dùng cái biết của bộ óc á, cái biết của Phật tánh để thay thế cái biết của bộ óc á, thì làm việc nhanh hơn mà tốt hơn. Bởi vì cái đó là cái bản năng tự mình sẵn có, thỏa mãn tự nói đó, con chim ăn cá, con dơi. À, con ong cũng vậy, là nhà kiến trúc á phải học cái kiến trúc học của con ong, nó chỉ là theo cái nghiệp dạng ra chút xíu á, nó cũng đủ sạch. À, mà nếu mà mình đã được dạng hết á thì bằng như chư Phật, nó có sợ mà bộ óc mà không làm việc được, bộ óc không làm việc được nhưng mà cái thật tâm nó làm việc thay cho bộ óc á. À, nó hơn muôn triệu ngàn lần nữa.
Vậy thì nó con nhà nghe nó thì nó chạy nó chậm quá. Giờ tiếp theo xin được tỏ hoan hỷ giải thích cho những câu hỏi sau. Một, làm thế nào để phá nghi? Hai, theo sự hiểu biết hạn hẹp của con, dục tính là một trong những trở ngại để đi đến ngộ trong khi tu thiền, làm thế nào để khắc phục được dục tính? Làm thế nào để phá nghi? Than thiền á là không cho bộ óc suy nghĩ, không cho bộ óc tìm hiểu, không cho bộ óc biết. Cái biết của Phật tăng nó mới được nhìn mà dạng lên ha. Cho nên nếu mà có ý muốn phá nghi tức là muốn ngộ cũng không được à. Cái đường nói thực hành thanh tổ sư thiền á, cái điều thứ nhất là phá ngã chấp đó, là vô số đắc, vô số cào, vô số sợ. Nếu mà cào muốn phá nghi được ngộ cũng là cào. Nếu mà cái con tu mà đi đến mức á thì tự nhiên nó bừng lên nó ngộ. Chứ nếu mà cào phá nghi á vào ngộ thì không thể ngộ được. Khi nhà hàng mà tham một thời gian nó tự động nó không ham nữa. Trước kia cái người ta mặc bộ đồ mặc bộ đồ đẹp á để mà tôi cũng đi mài một bộ. Nhưng mà sau khi mà tham gia một thời gian thì cũng không có ham mặc đồ đẹp nữa. Cái đó là nó tự nhiên vậy đó. Tại mà các nghi tình là không biết, bố không biết đâu có biết số đẹp, đâu có biết cái dục tính hay không dục tính. Thì khỏi cần từ cái dục tính, thì cái dục tính nó tự động mình trừ. Bây giờ cái đường nói thăm thiền nó ở trong cái cuốn mà Bát Nhã Tam Kinh được giải, tôi có on sao đó, có đường nói thực hành đó. Cái nghi tình đó là cái chỗ automatic, quyết sạch tất cả tình tất cả gì quyết sạch hết. Tới chừng quyết sạch đó thì cái biết của Phật tăng nó dạng lên cái dụng là vô đường vô biên. Cho nên đó khỏi cảnh giờ trước khi thầy đọc tiếp về những câu hỏi, có thể những câu hỏi nào quý vị hỏi đó mà thượng tọa nhân gian giải thích không rõ quý vị có quyền biết hỏi lại. Nhưng mà thầy xét là nếu như trường hợp quý vị là phải nghe chú ý để mà suy ngẫm và đồng thời là phải mở ra cái ý thức nhận thấy của mình khi câu trả lời được giải đáp với quý vị. Giờ tiếp theo một đội hỏi, làm sao biết được mình ngồi thiền đúng hay sai? Ngồi thiền sai có hại gì không? Làm sao biết được tự sửa? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, thiền giữa Phật giáo chánh tông và thiền của lương sư hành có khác nhau chỗ nào? Cái thân thiền á ha, tổ sư thiền á là không cần ngồi. Pháp Bảo Đàn Kinh á, đọc tổ nói đó, đạo vô tâm ngộ bất tại quả. Ngộ là ngộ thì thân chứ không phải là cái thân. Cái tâm á là vô thủy vô trong, nó không có sanh diệt, nó diễn dạng không có biến lỗi, là cái sự tồn tại chân thật. Còn cái thân này á, nó không thẳng biến lỗi, mà cuối cùng á chết rồi nem thiêu thì thành tro, chung thì thành tắc. Cho nên á, mình tu hành là chú trọng cái tâm họ chứ không chú trọng cái thân ngồi. Cho nên lộng tổ nói đó, ngồi lâu là chơi cái thân,
nó có ích lợi gì? Tôi dạy tham tổ sư thiền á, theo cái lời dạy của Phật Thích Ca không có chút đồng hồ. Còn nói gì cái mà thiền á, thì tổ sư thiền khác hơn tất cả thiền. Tất cả thiền đều chú trọng ngồi mà tổ sư thiền không cần ngồi. Đi đứng nằm ngồi mặc áo ăn cơm ly cạo đang ly cạo cũng thiền, mà lang làm công việc cũng như hồi nãy kể ba người đó, đang cắt mai cũng thiền, đang lái xe cũng thiền, đang la bàn cũng thiền, mà lan ngủ mê cũng thiền nữa. Ngày đêm 24 tiếng đồng hồ không có giây phút nào gián đoạn. Bây giờ mình làm bàn đào mình tập á thì sẽ bị gián đoạn. Ngày đêm 24 tiếng đồng hồ sẽ gián đoạn hết 23, rồi á không thắng từ từ á sự gián đoạn giảm bớt lại, còn 22, còn 21, còn 20 đó, từ từ á ngày đêm 24 tiếng đồng hồ không giây phút nào gián đoạn. Thì nói là cái tổ sư thiền là khác hơn tất cả thiền. Cái Phật giáo chánh tông á có nhiều thứ. Phổ thông là cái bàn Như Lai thiền với tổ sư thiền. Như Lai thiền là thuộc về giáo môn. Ở Trung Quốc á, giáo môn có bốn tông: Thiền Thai, Hiền Hữu, Tam Luận, Duy Thức. Thiền Thai tông thì có Chỉ Quán Thiền. Hiền Hữu tông á thì có Pháp Duy Quán Thiền. Duy Thức tông thì có Duy Thức Quán Thiền. Tam Luận tông thì có Tắc Không Quán Thiền. Mỗi tông mỗi phái đều có cái thiền riêng của tông phái đó. Mình muốn tu á, cái tông phái nào, cái thiền của tông phái nào thì theo luôn theo cái tông chỉ của tông phái đó. Cho đến tịnh độ cũng có thiền vậy. Tịnh độ á có ba thế này: thực tướng niệm Phật cũng là thiền này, quán tưởng niệm Phật cũng là thiền đó, chỉ là chỉ danh niệm Phật không phải thiền thôi. Thì mỗi tông mỗi phái đều có thiền. Nhưng mà ở trong này á, cái ông mà để ở trong này á hồi nãy nói đó thì tôi không có biết. Mấy ngày không biết không được thiền. Tôi không có biết, tôi là không biết thì phải là đúng gì chân tông không? Giờ tiếp theo, làm sao phát từ được vô minh đang bao phủ khắp mọi nơi? Làm sao tránh được những sai lầm trên con đường tu hành? Làm sao phát từ được vô minh đang bao phủ? Quý vị á, có đọc cái Bát Nhã Tâm Kinh á, tôi có cuốn Bát Nhã Tâm Kinh được giải á, gì có thể tìm rồi. Bát Nhã Tâm Kinh á nói về cái vô minh, nó vô minh, vô là không có, dẹp vô minh tận cũng không có vô minh hết, tận là hết á, tức là chúng là không có vô minh thì làm sao có vô minh hết? Vô minh thì thành chúng sanh, thành ma, vô minh hết là ngộ, thành Phật. Mà giống là không có ma thì không có ngộ, giống là không có vô minh thì không có vô minh hết mà chứng nhận nhân bản. Thì Bát Nhã Tâm Kinh ấy, đã nói rồi, vô lão tử, dịch vô lão tử tận, lão tử là sanh tử. Giống là không có sanh tử thì làm sao có sanh tử hết? Mà
những cái mặt thật. Bây giờ á, Phật nói ở trong kinh thì nói là không có vô minh, không có lập sanh tử. Vậy mà mình thấy có vô minh nè, có sanh tử nè, mình thấy rõ ràng. Tại sao vậy? Tại cái vọng tâm mình hoạt động thì phải thấy có sanh tử, thấy có vô minh. Nếu mà cái vọng tâm mình ngưng hoạt động á, thì tự nhiên nó không có vô minh, không có sanh tử. Tôi ở trong cái bát nhã đó, ví dụ á, khi mà mình cái thân mình xoay á, thì tất nhiên phải cái căn nhà xoay. Thân mình nếu mà xoay á, mau á, thì căn nhà nó phải xoay mau. Không có thể mà không thấy căn nhà xoay được. Nếu mà muốn căn nhà ngưng xoay á, thì cái thân phải ngưng xoay, căn nhà mới ngưng xoay được. Nếu mà các thân không ngưng xoay đó, thì căn nhà phải xoay mãi. Cái căn nhà xoay đó là dụ cho sanh tử luân hồi nè. Căn nhà ngưng xoay đó là dụ cho vô biên niết bàn. Nhưng mà căn nhà giống là không có xoay. Tại sao mà nói là căn nhà ngưng xoay? Phải căn nhà có xoay mới có ngưng xoay. Thì á, kinh á, Phật đã nói giống là không có vô minh. Cho nên khỏi trừ vô minh. Bây giờ thanh thiền khỏi lên cái nguyên tịnh á, thì vô minh không có trừ, nó tự trừ. Bởi vậy tới chừng ngộ rồi mới biết giống là không có vô minh, giống là không có sanh tử. Cho nên á, thiền sư á, ngộ rồi thì sanh tử tự do. Bây giờ á, luôn cái gì này tôi kể một hai chuyện mà sanh tử tự do ha. Có một thiền sư á, làm chung á thì mời các đệ tử á, ăn kẹt chay, không có bệnh gì hết á, thì để cái hồn sẵn á, tự mình vô hồn nằm. Rồi á, kêu đệ tử lại nắp lại, đóng lên lại nha đi thiêu. Đệ tử thấy còn sống nhanh. Tại sao mà dám đem đi thiêu thì để nó mà không dám công tình nữa. Cái hai ba ngày sau á, thì đem mổ lên coi cái ông ngồi kệ, mang các đệ tử nói tụi bay á, ngu quá, theo tôi mà mấy năm á, theo tôi nhiều năm, tại sao không tin lời tôi á? Nếu mà tôi á không có sanh tử tự do, tại sao tôi dám mà nằm trong phòng mà kêu từ ba nhà mình kêu? Mà từ ba kêu tôi tu hành nhiều năm mà còn ngu quá, bây giờ á thấy lại kẹt chai cái bằng chai ngu si á. Rồi á, bây giờ dạng trước ha, ăn xong mà tôi vô trong phòng nằm á, nếu mà người nào mà mỏ nữa thì không phải là đệ tử của tôi. Cái lần thứ nhì á, thì người ta mới nhận đi tiêu á. Tức là nó sanh tử tự do mà. Sự thật á, nó mỏ rồi thì biết là không phải sanh tử. Có một thiền sư á, đã chân tăng á, còn một mình ở trên núi. Cái tiếng tăng truyền tới ông Doa. Ông Doa nghe cái tiếng tăng lớn quá thì sai đại thần, sai một ông quan lớn lên núi ngồi ở mà vào kinh để mà hỏi pháp. Mà mồi một lần không chịu đi, hai lần không chịu đi. Cái ông Doa phát giảng nói, kỳ này á, nếu mà ông không chịu ly á thì á cắt cái đầu ông lại. Cái ông Văn Lương lên trên núi nằm nghỉ hoài ha. Cái hai kỳ trước á ông đi không có sao ha. Kỳ này á ông Doa là dạng như vậy đó, thì tôi á không dám mà cắt cái đầu của ông nhưng mà tôi vừa kinh á thì ông Doa sẽ cắt cái đầu tôi. Bây giờ toàn nhìn tôi đang đi làm chuyện, người ta con
Hôm qua là tại kính trọng hỏi pháp á, mới mồi mà. Rồi á, năng nghĩ chắc năng thôi đi thì đi ha. Rồi á, mới dặn các đệ tử nói, bây giờ tôi muốn đi rồi ha. Tụi bay có ai mà muốn theo tôi đi không? Thì có một đệ tử nói, con theo thầy đi. Thầy nói, một ngày đi mấy dặm? 50 dặm, à, không được. Rồi á, có tăng khác, nói con theo thầy đi được. Hỏi một ngày đi mấy dặm? 70 dặm, cũng không được. Rồi tăng khác, nói con theo thầy đi được. Ngày đi mấy dặm? 90 dặm, cũng không được. Người này không được, người kia không được. Cứ sau cùng á, thì giả của ông nói con theo thầy đi được. Nói ngày đi mấy dặm? Không biết. Thầy đến, tôi đến. Ờ, thì được. Các ông ngồi ngay lại. Tịnh vàng. Thì giả đứng một bên cũng tịnh luôn. Ừ. Cái tịnh đó, người thế gian kêu bằng chết đó. Thầy thì chết ngồi. Thì giả thì chết đứng. Trước mặt cái ông Quang Lương đó, ông Quang Lương hay quảng sọ à. Tức là cái quay quyền của ông Doa đó, xài cho người thường thì được, xài cho thiền sư là không có được. Thiền sư sanh tử tự do đâu có sọ ông Doa. Thì á, còn lại ha, nói là muốn tranh cái vừa mình khỏi cảm tranh à, khỏi cảm từ nó từ từ. Bữa giờ tôi chừng mộ thì biết là không có dư mình. Còn á, làm sao tranh được những cái sai lầm trên đường, trên con đường tu hành á. Bây giờ á, mình muốn tu cái pháp môn nào thì phải theo đúng cái tôn chỉ của pháp môn đó. Tu tịnh độ thì phải theo cái tôn chỉ của tịnh độ. Tu tôn thiền thai á, thì phải theo cái chỉ quán thiền của tôn thiền thai. Tu tổ sư thiền thì phải theo cái tôn chỉ của tổ sư thiền. Nếu mà theo đúng tôn chỉ á, thì không có sai lầm cái con đường tu. Nhưng mà không đúng tôn chỉ thì sai lầm. Bây giờ mỗi tông mỗi phái nó khác, tôn chỉ nó cũng khác. Cái tôi dạy cái tổ sư thiền á, là cái điều thứ nhất là phải vô số đắc, vô số cạo, vô số sợ. Nếu mà thực hành được chính chữ này là đúng tôn chỉ. Không có thể mà tạo quả nhập ma được. Còn những cái pháp môn khác á, thì nhiều lắm. Nói cũng không có hết á. Còn quý vị mà muốn biết nhiều thêm thì những cái cuốn mà được nói thực hành tham tổ sư kiện nó có phụ lục ở trong cái cuốn Bát Nhã và là mặt được giải á. Còn nó không những mà sự nghiệp á, nó còn thắt lên cái thần thông chi huệ của mình để xa ra xài nữa. Nếu mà không có không á, không là trống rỗng nè, thì không có đựng nước, đựng sữa, đựng trà được. Nếu mà cái tách này nó biến hết không có không á, thì cái tách này là tách chết. Cái bàn này không có không thì không có để đồ được. Cái ghế này không có không thì không có ngồi được. Cũng như cái nhà này không có không á, thì quý vị làm sao ngồi lại được. Cho nên á, cái không mà rộng chừng nào thì cái dụng nó lớn chừng đấy. Bây giờ á, cái tháp tổ sư thiền á, tôi nói cái nghi tịnh là cái chỗ automatic nó quyết không. Quyết cho nó không. Quyết không được bao nhiêu á, thì cái dụng nó hiện ra được bấy nhiêu.
Hồi nãy tôi nói là bác sĩ Phượng là Trương Quốc Anh là cô Thọ Mai chị Hằng Kèm là nó cũng quét không được có chút tính à, thì nó giảng bài được cái gì cũng có chút tính à. Mà tới trình mộ rồi đó, phát hiện cái năng lực của mình khắp không gian, khắp thời gian đó. Tới sau này đó, không thẳng dứt cái nghiệp đó, thật khi đó, dứt sạch hết thì bằng những chư Phật. Thật khi dứt nhiều chừng nào á, cái dụng của Phật tánh nó hiện lên nhiều chừng đấy. À, dứt tới sạch hết không còn cái gì nữa thì cái dụng nó vô rừng vô biển, khắp không gian, khắp thời gian. Xin chào, xin soi dạy làm sao rửa thất nghiệp và làm sao đến ngộ. Làm sao rửa thất nghiệp và làm sao đến ngộ. Cái nghiệp á là do tâm tạo á ha, khỏi cần giữ đó. Bây giờ tham thiền là tự nhiên nó tự giữ sạch. Tôi nói đó, cái chỗ automatic đó tự quyết. Cái nghi là cái không biết của bọn cũng như mình phải bơm cái bộ móng á, bơm cho nó tự mình nó à. Bây giờ á, mình tham thiền thì cứ tối ngày sáng đêm á, đi đứng nằm ngồi mặc áo ăn cơm đi cầu ngủ nghỉ làm nhẹt à, đều giữ cái nghi tình làm cho bộ óc không biết gì hết. Cũng như hỏi chứ có trời đất ta là cái gì không biết, không biết là tham thiền rồi đó. Cái tham thiền rất dễ đó, chỉ cần không biết thôi. Cứ tới ngày sắp đêm giữ cái không biết á, thì một ngày kia sẽ đến thoại đạo. Bây giờ nó tham thoại đạo là tôi đến thoại đạo. Bây giờ tôi ví dụ cách giải thích hành thức thoại đạo đó à. Chỗ này là đạo, chỗ này là đuôi đó, cái bằng thoại dĩ đó, là đuôi. Tại sao nói là thoại đạo? Thoại là một lời nói, đào là trước khi lời nói. Trước khi nói niệm muốn nói cái lời nói này mới được gọi là thoại đạo. Tức là khi một niệm chưa sanh khỏi mới được gọi là thoại đạo. Bây giờ á, mình tham thiền á, thì từ thoại dĩ bước đi tới đi thoại đạo mà lan đi ở giữa đường. Cái đường này là cái đường đi ý thức, cũng còn là cái đường cái tác dụng của bộ óc, mà dùng cái không biết của bộ óc để đi. Cái không biết của bộ óc á, cái bằng nghi tình đó, đi tới một ngày kia đến thoại đạo rồi đó, thì cái lượng đi lấy hết, trước mắt là thanh thanh tịnh tịnh. Chỗ này mới là thoại đạo, cũng gọi là vô thủy vô minh. Thì phải ở chỗ vô thủy vô minh đó, thiền tông gọi là đào xào trang thức, tiên lên một bước là thanh thanh. Cho nên á, bây giờ á, nói là làm sao á, đến ngộ á, thì chỉ cần giữ nghi tình á, tự nhiên thì đến ngộ. À, nuôi cái nhân cho nó mạnh á, đến mức rồi đó. Cũng như bây giờ á, mình ngủ mê không, quên tham thiền không được. Nhưng mà công phu đến mức rồi đó, ngủ mê vẫn còn tham. Ban đầu á, thì làm việc tham tham không được. Nhưng mà lâu ngày á, đang làm việc cũng tham. Cái đó là nói thật làm lành à. Chứ không phải là mình mới làm là làm được à. Nói thật làm lành đó, ban đầu á, 24 tiếng đồng hồ quên, gián đoạn hết 23, rồi tập làm nó từ 23 bước đổi 22, bước đổi còn 21, 20, 19 không thẳng á, tới ngày đêm 24 tiếng đồng hồ không có giây phút nào gián đoạn. Nếu mà không có giây phút nào gián đoạn là đến thoại đạo, là sắp kinh tăng. Có khi một hai bữa, một tuần lễ
nửa tháng một tháng làm thiền tập. Tiếp theo có câu hỏi: thưa ngài, những người đến núi làm thiền già muốn đến tại nơi của ngài để tìm học và tu tập, như vậy sẽ hướng chỗ để ở gần mà tu, hay là xin vào thiền viện để tu để cho thiền? Nếu mà các tổ sư già này ha, là thích hợp mọi người đang làm việc mà đang tu đó, hồi nãy tôi nói đó, hồi mai lúc cầu duyên bất cứ nghề nghiệp gì cũng làm y như cũ. Theo lịch sử của thiền tông đó, ông Doa Chánh Tăng giữ làm ông Doa, thừa tướng Chánh Tăng giữ làm thừa tướng, bộ trưởng Chánh Tăng giữ làm bộ trưởng, thiện trưởng Chánh Tăng giữ làm thiện trưởng, cho đến á bà già tay bưng dây gác đi ra ở ngoài đường cũng Chánh Tăng. Bất cứ làm nghề gì cũng có thể Chánh Tăng, chứ không phải là bỏ nghề hay là mướn cái nhà gian loại chỗ gian lận nào học tu mới được, không phải vậy. Lăng làm nhà lăng tu. Ở Việt Nam á, người ta hỏi tôi cũng giúp hết mà tham thiền, nhưng mà ở trong lu gạo tôi lá hết gạo rồi, kêu tôi làm sao tu được, làm sao tham được. Tôi nói tôi á, dạy ông tham thiền đâu phải mà kêu ông bỏ nghề á, ngồi đó mà để trời giúp xuống cho ông ăn đâu. Không làm nghề gì thì cứ làm y như cũ á. Cái tham thiền này không những mà không chứng ngại ông kiếm gạo, lại giúp cho ông kiếm gạo nữa. Tại sao vậy? Cũng như tôi dặn, tôi mới kể cái chuyện hồi nãy mà cái mà thanh niên mà bông mật miên tử á, nó sản xuất thêm gấp bội thì cái gạo nó thêm gấp bội, nó giúp cho kiếm gạo đâu có mà chứng ngại kiếm gạo đâu. Nhưng mà cái mà lăng làm việc á, lăng tham á thì nó hơi khó chút. Nếu mà mình quyết tử mà tham á thì cũng được, để cũng được có chân tâm. Mà nếu mà lại ở thiền đường á, tu á thì nó dễ chút. Nhưng mà cũng tùy theo cái hoàn cảnh của mình ha. Chứ khỏi cần mà bỏ nghề mà đi tu. Mình lăng làm nghề gì cũng tu được. Ở trong lịch sử thiền tông á, người tại gia ông Doa cũng được chánh tánh, là thử tướng cũng được chánh, cũng được chánh tánh. Những người mà mua bán rau ở ngoài đường đó cũng được chánh tánh, chứ không phải là cũng như lộc tổ nào trên thế là không biết chữ, mà người chiều khu đi đi tốn của gì bán đó cũng được chánh tánh vậy. Cho nên á, cái tu mà khỏi cần mà nói là mưu cần nhà ở không để tu khỏi cần. Con câu hỏi là thế này: đệ tử của ngài đã theo pháp tu của ngài là tổ sư thiền niệm Phật là ai? Bây giờ sách mới của ngài có ghi không có ghi câu tâm thoại đầu này, thì ngài chúng tôi có cần sửa đổi hay không và sửa đổi như thế nào? Nhưng mà ngược lại câu hỏi như vậy là cái câu trả lời trong này rồi: chúng tôi không muốn thay đổi vì đã tu tham thời đầu câu niệm Phật là ai rồi. Thì thầy muốn hỏi lại nữa là quý vị đã hỏi đây cái niệm Phật là ai rồi, quý vị đã hiểu Phật là ai rồi, nhưng là chắc là hỏi đó thật. Cái tôi á thường thường dạy người ta đó, chọn có phải đạo hay chọn con nào mà giúp khó đó, nếu khó hiểu là không hiểu nổi mới tiếp Phật cho mình tham. Nhưng mà cái câu phải là mà dễ hiểu á thì mình có chọn, cũng như cái câu niệm Phật là ai nó cũng dễ hiểu á. Tại sao dễ hiểu á? Bởi vậy thường thường á, người ta là thói quen là chấp ngã là tan, cái niệm Phật là tan niệm, nó có ai niệm đâu. Đã biết tan niệm mà còn lại nói niệm Phật là ai, ai niệm Phật, tức là tự dối mình.
không có cái nghi tình giặc. Đã biết rồi mà tự rồi mình là không biết, cho nên á, cái mà tôi hỏi 100 người mà tham cái câu niệm Phật là ai đều là không có cái nghi tình tinh thần. Bây giờ nếu mà tham luận niệm Phật là ai phải bỏ, chọn câu khác, chọn câu mà việc mà mình không biết nói, à, cũng như chưa có trời đất ta là cái gì không có thể biết được. Không thể biết được đâu, không ai thích hợp. Bây giờ thì không biết nhưng mà ngộ rồi thì tất cả biết. Không có cái nào thiếu sót. Cái biết nó khắp không gian, khắp thời gian. Còn giờ cái chân chỉ, à, cái câu hỏi mà tại sao sáng tạo học giáo có tiếng? Nếu mà có quan liên quan với chân chỉ thì tôi xin mẹ. À, tại sao vậy? Phật á, chế dưới được á ha, là căn. Phật pháp là muốn đi nước nào cũng quan được, chủ nhã nào á nó cũng quan nguyên. Nếu mà xem giờ cái nào á là không được. Người nào tức là theo mà cái Phật giáo hóa của Phật Thích Ca truyền là không có mà xen vào cái tánh trí. Nếu mà cái câu hỏi mà có dính lưu cái tánh trí thì tôi xin miễn. À, tiếp theo xin thiền sư vui lòng cho biết về phương pháp tu thiền của thiền sư, mục đích của pháp thiền. Cái tổ sư thiền từ kia đến ngộ đó ha, hồi nãy tôi nói đó, cái mục đích là phát triển cái bản năng của mình. Để dùng không về tích cực chứ không phải là tiêu cực. Hồi nãy tôi mới nói đó, chúng tôi xuất gia đó là muốn tự cái ngã tử Phật là tự giác giác tha, tự mình giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Tại sao muốn giác ngộ? Bởi vì giác ngộ nó kêu bằng Phật, kêu bằng thành Phật. Tử Phật là cái ngã giác ngộ, giác ngộ tức là Phật, Phật tức là giác ngộ. Tôi giác ngộ, tôi là Phật, không giác ngộ là Phật, người nào giác ngộ người đó là Phật. Cái chữ Phật cái nghĩa là giác ngộ. Cái chữ Phật là cái âm Ấn Độ á, tiếng Phạn á, gọi là Phật Đà á, dịch ra cái nghĩa là giác ngộ. Hồi xưa á, Phật Thích Ca đã giác ngộ thành Phật thì người ta hỏi đó, ông là gì? Phật Thích Ca nói tôi là người giác ngộ. Cái nói người giác ngộ tức là Phật Đà đó. Rồi á, sau này thì người nào cũng kêu là như là người giác ngộ. Nhưng mà không kêu bằng, cũng như người Việt á, không kêu bằng tiếng Việt, kêu bằng tiếng Ấn Độ thì kêu bằng Phật. Nếu mà kêu bằng tiếng Việt thì kêu bằng người giác ngộ thôi. Nhưng mà bị kêu Phật đó, kêu quen rồi, là cho Phật là một vị thần linh. Sự thật đó, Phật cũng là người thôi. Người mà người giác ngộ khác hơn người chưa giác ngộ. Người giác ngộ thì được làm chủ cho mình, được tự do tự tại. Còn á, nếu mà chưa giác ngộ thì không được làm chủ cho mình. Không được làm chủ cho mình á, thì không được tự do tự tại. Cho nên á, cái mục đích tham thiền là muốn được phát hiện chính mình, được làm chủ cho chính mình, được tự do tự tại. Cũng như bây giờ mình không làm chủ cho mình được, mình không muốn già nó phải già, không muốn bệnh nó phải bệnh, không muốn chết nó phải chết. Mình không có làm chủ được. Nếu mà mình được ngộ chứng pháp thì hồi nãy tôi kể hai chàng á, sanh tử tự do, sự thật đó. Vì ở trong lịch sử thiền tông nó bảy ngàn tổ người nào cũng là sanh tử tự do. Kể không có hết. Cái mục đích là muốn phát hiện chính mình là cái gì,
Bây giờ á, mình cái thân này nè, nó không phải là cái sự tồn tại chân thật của ta. Tại sao vậy? Tại nó biến lỗi, nó biến lỗi hoài à. Nó từ dê, từ phúc, từ sát na, nó biến lỗi hoài, nhưng mà mình không biết. Còn cái đặc tánh á, nó diễn giản như thế, không có bắt đầu, không có cuối cùng, diễn giản không có biến lỗi. Cái diễn giản không có biến lỗi mới là cái sự tồn tại chân thật của tôi, của ta. Nếu mà có biến lỗi thì không phải. Tại sao vậy? Bây giờ á, mình á, mẹ lẽ ra ha, đứa bé, thì cho đứa bé đó là ta. Tới chừng đứa bé lớn hơn mấy tuổi rồi, thành một đứa con nít rồi, thì cho con nít đó là ta. Tới chừng con nít á, trưởng thành người lớn rồi, nó biến thành người lớn, rồi cho người lớn đó là ta. Người lớn đó biến thành người già, cho người già là ta. Rồi tới người già chết, nhâm đi tiêu thành tông trò, nó tông trò đó là ta. Hay là chung dưới đất thì biến thành cục đất, nó cục đất là ta, được không? Nếu mà cục đất không phải ta thì người già cũng không phải ta. Tại sao vậy? Tại cục đất này là do cái người già nó biến thành. Bây giờ nếu mà mình không nhìn nhận cục đất này là ta thì người già cũng không phải là ta, người già không phải là ta thì người trẻ cũng không phải là ta. Bởi vậy người già là do người trẻ biến thành. Nhưng mà người trẻ không phải là ta thì con nít không phải là ta, đứa bé nhỏ xíu cũng không phải là ta. Tại nó cứ biến lỗi hoài, cuối cùng nó sẽ thành cho thành ta. Còn cách diễn giảng tồn tại chân thật của ta là không thể biến lỗi, mới là chân thật tồn tại của ta. Bây giờ mình tham thiền là muốn phát hiện cái chân thật tồn tại của ta. Nhưng mà vì người ta không biết, cứ quyên luyên cái giả dối của ta, cho nên ta chịu đủ thứ khổ. Nói chừng chết mà cũng còn chưa hết, chết thì đi đào thai cái khác nó cũng phải chịu cái khổ nữa, cái bằng sanh tử luân hồi đó. Bây giờ á, Phật Thích Ca là cũng như dạy cái tham tổ sư chàng là muốn mình kiếp này chấm dứt tất cả khổ, tự mình làm chủ cho mình. Cái đó là cái mục đích thành thiền, mà muốn phát hiện cái tồn tại chân thật của ta, chứ đừng có quên quên cái giả dối mà tồn tại đó. Tiếp theo, xin cho biết phải thực hành thế nào để nó. Cách thực hành á, thì quý vị á, ở trong cái đường đó thực hành tham tổ sư thiền là tôi có đề nam câu hỏi đạo. Quý vị tự mình chọn một con nào cũng giúp cảm thấy khó hiểu đó, không hiểu nổi thì thích hợp cho mình tham. Cũng như mà cái câu đạo thứ nhất đó, kêu bằng chưa có trời lắc ta là cái gì? Không biết là tham thiền rồi, chỉ cần không biết thôi. Rất dễ, cho nên con biết 6-7 tuổi cũng tham thiền được, và già 80-90 tuổi cũng tham thiền được. Bởi vậy, không biết mới là khó, không biết ai cũng làm được. Nhưng mà tham thiền là cần cái không biết của bỏ, gọi là nguyên định. Khi mà thiệt cái bỏ không biết á, thì cái biết của thật tánh nó hiện lên. Còn lại tôi nói là cô Hồng Mai đó, là Dương Quốc Anh đó, bác sĩ Phượng đó. Cái biết của Phật tánh nhận lên á, khỏi cảnh bỏ ốc nó cũng làm việc xong cái công việc của bỏ ốc. Tiếp theo, xin Thầy dạy cho chúng con phương pháp tham thiền, làm thế nào để định được tâm. Cái tham thiền ha, không những mà định được tâm á, theo giáo một nó giới định huệ á, ngài lai quả nè, có cũng lai quả sẽ thành sự thiện khắc hay bị lột á. Nếu mà mình giữ được cái nghĩa tình đó thì á, giới định huệ đều là đủ. Không những mà giới định huệ đều là đủ, tất cả kinh của Phật cho đến tất cả kinh sách các
tôn giáo trở nên công thân kỹ nghệ mà đòi điều đủ cả, không có thiếu sót. Nếu mà còn thiếu sót là không phải là cái nghĩa của Phật tăng. Tại sao vậy? Bây giờ nói dưới điện về trước đi ha. Bây giờ mình khởi lên cái nghi tình thì cái bộ không biết. Không biết thì không có phạm giới. Ở trong giới luật của nhà Phật á, nó có ba cấp chỉ giới. Cái cấp thứ nhất á, cấp phổ thông á, thì mỗi nữ thân vô tắc chúng tôi đã phải tổng giới từ điều rồi phải nhớ rồi đi theo cái giới mà giữ, cái đó là cái cấp phổ thông. Rồi lên một cấp nữa là cái bằng thiền giới, có thiền định là giới. Bây giờ nếu mà mình giữ được nghi tình đó, giữ được một phút đó, phút này là không có phạm giới, giữ được một ngày thì ngày nay không có phạm giới. Bởi vậy các bộ không biết là có biết phạm giới nữa. Cho nên mới gọi là thiền giới. Cái cách thứ ba là cái bằng đạo tận giới, tức là đã chứng quả rồi. Nếu mà cái chưa chứng quả nhờ cái thiền định mà giữ được giới đó, có khi cũng như mà cái nghi tình gian loạn nó cũng còn có thể phạm giới. Còn nếu mà chứng quả thì nó luôn luôn là nó không có thể phạm giới nữa. Cái bằng giới đó định á, bộ óc không biết á thì ấy, không có suy nghĩ cái này cái kia, nó tự nhiên nó định. Giữ được một phút thì phút này định, giữ được một ngày thì ngày này định, giữ được một tháng là tháng này nó luôn luôn là định. Định tốt này thì nó tự nhiên nó phát huệ. Cho nên á, giữ được như tình là giữ được về đại đủ. Không những mà giới định huệ đại lũ á, tôi hồi nãy đó, tất cả kinh điển, tất cả thế gian công thân kỹ nghệ đều bao gồm trong đó. Hồi nãy tôi nói đó, ông Doa từ tướng kiểm trưởng cho đến đi rào văn ở ngoài đường cho đến là Thọ Mai nè, Túc Cầu Giang nè, Lai Xe nè, làm nghề gì đó nó cũng bao gồm trong đó. Không có cái nào mà thiếu sót, chứ không phải là định thôi. Còn cái này á, các người hỏi là nói định á, là đối với loạn mới là định. Kỳ thực á, ở trong thiền tông á, không có định, không có loạn. Lục tổ nói đó, tan địa chẳng loạn là tự tan định, không có loạn là định. Mình giữ được nghi định là không có loạn, không có loạn được bạn. Sau đây chúng tôi sẽ làm cái thần thức á, không phải là người thế gian cho là linh hồn á. Phật giáo á không có nhìn nhận linh hồn. Tại sao vậy? Tại cái linh hồn đó theo cái thể xác này kim loại. Cũng như con nít chết thì cái linh hồn là con nít, người lớn chết thì linh hồn người lớn, ông già chết là linh hồn ông già. Nó đùi theo cái thể xác biến đổi, cái thể xác biến đổi sau này nó biến thành cho biến thành khác. Cho nên á, cái linh hồn nó không phải là cái tồn tại chân thật. Cái thật tánh á, bản tâm mà mỗi lần còn phải chân thật mà bây giờ gọi là thần thức á. Phật giáo có nhìn nhận có cái thần thức, đi đào thai á là do cái thần thức. Nhưng mà cái thần thức đó không phải linh hồn. Bảy ngày một làm thường á, làm tới bảy lần là cái tuần cuối là có 19 ngày đó. Tại sao người ta mà Phật giáo có cái lầm thường đó? Tại á, cái thân trung ác á, một ngày đêm, một bảy ngày là một sanh tử. Cái thân trung ác tại sao gọi là trung ác? Ác là ngũ ác, tức là ngũ uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức á. Năm cái ác này chủ chức cái
thân thể này. Trung á, tức là cái ăn trước là chết, ăn sau chưa làm thai. Ở giữa trước với sau gọi là trung ăn á, có cái từ trung ăn. Nhưng mà người ta thường thường cho là chết rồi cái liền biến thành quỷ liền. Không phải, không đúng. Phải tạo cái nghiệp quỷ mới liên đầu hai thành quỷ. Quỷ là một việc ta ác đạo. Người làm thiện nhiều hơn chút thì sanh tâm thiện đạo. Người làm ác nhiều hơn chút thì sanh tâm ác đạo. Vừa chết vừa sanh liền, chứ không có mà không có cái thân trung ác. Cái có thân trung ác á là thiện với ác nó bằng nhau, chứ phân biệt phải sanh thiện đạo và sanh ác đạo rồi mới có cái thân trung ác. Rồi qua trải qua 7 ngày, cái thân trung ác này nó khỏi một miệng thiện á thì sanh thiện đạo, nó khỏi một miệng ác thì sanh ác đạo. Nếu mà còn chưa phân biệt nữa thì thêm một, thêm 7 ngày nữa, thêm một tuần nữa. Rồi tới sau cùng á, 7 tuần đó, 49 ngày thì sẽ bị đạo thành à. Thì qua 7 lần sanh tử á, nó tự nhiên nó sẽ có phân biệt rồi nha. Bây giờ á, từ cái việc này tôi kể cái việc cụ thể các thành chúng ta á, tên Pháp Huy. Thế là đệ tử Quy Pháp Sư Nam Định. Pháp Sư Nam Định hiện nay cũng còn ở Đài Loan. Khi mà Pháp Sư Nam Định kết pháp ác huống cho người ta tin cái luân hồi nhân quả, thì nói tôi có một quy đệ tử biết ba kiếp. Kiếp trước có đào thai thành con heo. Quý vị ở chùa vô ra sẽ có gặp. Nhưng mà bây giờ tôi không có dám nói cái tên của thì tại có đi làm thai thành con heo một kiếp đó. Rồi người ta nghe vậy nhưng mà không biết là người nào. Cái bữa đó ở trong chùa đó ăn chay ha, thì có một vị đó, một tay á thì có cái túi đó trong bo rồi. Mà mỗi con á một tay bôi nó, cái ông kia thì một tay bôi con nó thấy rồi khó không kẹt thì muốn giật lại bôi gì, giật đi giật lại thì cái túi nó giật ra. Cái thấy cái vỏ dao. Từ khúc này á thì cái tay của người, cái khúc này đó thì cái vỏ dao mà trước đó ha. Thì cái ông bác Huy kêu đừng có lên tiếng, mau bo lại à. Rồi á tôi giác rồi đó ha, thì mới hỏi á, thôi là hỏi ông đó. Thôi không phải là Pháp Sư Nam Định nói ông là có làm hai thành công giao hai ông không? Ban đầu ông không chịu nói. Tôi đã thấy rồi, bây giờ không nói tôi cũng biết ấy. Rồi mới nói phải. Nói là cái đạo tiên đó kiếp trước đó là tôi dạy học làm giao và ở thôn quê. Mà chết rồi đó, sau khi chết tôi không biết tôi chết à. Cứ đi lang thang ở ngoài đường à, cũng không biết đôi à, mà cái thân thì nó nhẹ nhàng cứ đi hoài. Mà một bữa thì vô mắt nó thổi lạnh quá, mà đi ngang một cái nhà lớn, thấy cái cửa lớn mở tàn quạt thì vô trong nhà để mà tranh cái vô mắt. Mà vô trong nhà cũng còn lạnh quá, mà thấy ở trên chết đường đó cho người may cái áo lớn, nó chừng lạnh nó chịu không nổi thì ăn cắp một cái đó. Mặc vô thấy ăn quá, cái ngủ hồi nào không ai. Cái tới chừng tỉnh dậy thì thấy nằm chung với mấy con heo con, thì thấy cái thân mình cũng là con heo con rồi, có heo nai nằm một bên nữa. Rồi chết rồi, ở trong bụng thì biết rõ rồi à, bây giờ phải làm sao à, là biết là nuôi lớn là bị người ta mặn thì rất khổ lắm, bây giờ phải tự tử. À, bây giờ làm sao tự tử à, chỉ có một cách là nghiệm đói, không ăn không uống. Rồi á chủ nhà thì tưởng lại bệnh nhằm sửa trọng cái thuốc
cái bành cái miệng ra bỏ vô nó cũng ôi già nó không chịu uống được qua bảy ngày nó chết. Chết rồi đó nó cũng khôi phục cái thần trung ám lại, cũng đi lang thang ngoài đường, mà tới một ngày cũng gặp gió bắc cũng lạnh quá, cũng đi ngang cái nhà này cái nhà lớn nó cũng vô cũng thấy cái áo lớn chào trình tất tự rồi á, cái tài hôm nay má có lụn thì chút trở về nó kỳ trước á, mặc do lên tàu khai thành con heo bây giờ thôi chẳng thà chết à, không ăn cắp nữa. Thì á, cái ăn cắp là ác, không ăn cắp là thiện. Mà lạnh quá nó chết chết, chết chết tới được thức tỉnh thì người ta ở trong nhà nói nó sanh con trai à, thì nghe người ta nói về cái giận mình là đứa bé nhỏ xíu mới sanh ra à, có mẹ nằm một bên nữa. Rồi từ nhỏ thì cái tay đó cái áo lớn đó thì á nó thành cái dựa dao á, thì từ nhỏ mẹ nó làm cái túi đó mô lại à. Thì á cái ông đó nó tới 62 tuổi á mới chết tại cái bệnh viện Dương ở Đài Bắc á, Đài Loan đó. 62 tuổi mới chết ông đó. Thì ông đó có kinh nghiệm mà đào thai thành công nhau là có 3 lần, đã có 2 lần được cái thân trung ác. Phần câu hỏi nói là chúng sinh dây hữu Phật tính nhưng không biết tự tìm ra tánh. Xin Pháp Sư vui lòng chỉ cái pháp tìm ra Phật tính. Cái tự tánh là sẵn có, khỏi cần tìm. Nếu mà tìm thì diễn giản là không thấy Phật tánh. Với thì tìm là vô bộ óc. Tôi hồi nãy đã nói đó, không cho bộ óc đi tìm, không cho bộ óc tìm hiểu, không cho bộ óc suy nghĩ. Cái bộ óc á, cái biết của bộ óc hết trời đó ha. Cuối cùng cái không biết á, cái nghi tình mừng nó thì cái không biết cũng tăng cả. Cái biết và không biết của bộ óc sạch hết thì cái biết của Phật tánh là nhập lệ, nó khỏi cần tìm. Nếu mà tìm á thì kéo dài cái biết của bộ óc á thì Phật tánh nó không có nhập lệ được. Cái biết của bộ óc là tính bệnh, cái biết của Phật tánh là tính mạnh. Khi nào mà tính bệnh còn á thì tính mạnh nó nhận ra không được. Tại sao vậy? Tại tính bệnh là sanh vàng ốm yếu, tính mạnh là hồng hào. Khi mà lan sanh vàng ốm yếu thì làm sao mà hồng hào nó hiện ra được? Phải hết cái sanh vàng ốm yếu á, hết cái bệnh rồi nó, hết cái tính bệnh rồi tướng mạnh nó mới hiện lên. Cho nên á, Phật tánh nó khỏi cần tìm. Tại cái tìm nó là chướng ngại, chỉ cần giữ cái nghi tình, giữ lâu ngày á, tới sau cùng nó sẽ cái nghi tình mừng nó sẽ cái Phật tánh nó hiện lên, gọi là tiên tánh thành Phật. Chứ đừng có tìm, tìm thì diễn giảng tìm không được. Tiếp theo, kính bạch hòa thượng, trước kia con đã tạo nhiều tội, đến nay con biết sám hối, ăn chay, tội thiền, vậy khi lâm chung con có phải trả những tội ấy không? Chẳng biết sợ nữa. Trước kia con đã tạo nhiều tội, đến nay con sám hối, ăn chay, tội thiền. Khi làm chung còn có phải cái Phật pháp nói là nhất thiết duy tam tạo á, tất cả đều do cái dụng tâm mình tạo ra ha, mà phải có nhân có quả. Nhưng mà cái nhân á, nếu mà yếu á thì cái quả nó yếu, nó phải lên sau. Cái nhân mạnh á thì cái quả nó mạnh, phải lên trước. Cũng như mà mình cứu người này người kia đủ thứ nọ, cái người nào á cái chủ nọ mà thế lực mạnh thì phải trả trước, chủ nọ mà thế lực yếu thì tự nhiên trả sau cũng không sao. Thì cái nhân quả cũng vậy,
Ví dụ tôi đem sự thật á, để ví dụ cho mà quý vị dễ hiểu á. Ở Việt Nam á, người ta dịch viên á, mười năm, mười mấy năm nay đó, người ta tiêu đồ ở trên biển á, hết lương thực, hết đói đó, nhiều lắm. Những người đó đều có vàng mới đi dịch viên được. À, một gia đình phải mấy chục cây vàng mới đi dịch viên. Thì á, nhà giàu có tiền mà làm sao chết đói được? Không có nghĩ là mình phải bị chết đói. Nhưng mà tại kiếp trước giao cái nhân chết đói làm cho người ta chết đói, thì kiếp này nó phải chịu cái quả chết đói, cho nên có tiền cũng phải chịu chết đói. Tại á, cái nhân quả đó thiện với ác không có trừ nhau được. Làm thiện được phát tài, có tiền đi dịch viên, nhưng mà tại làm ác hại cho người ta chết đói thì phải chịu cái quả chết đói, chứ không có trừ nhau được. Bây giờ á, theo cái tu hành á, thì có thể sửa lỗi cái nhân quả. Sửa lỗi sao? Cũng như mà kiếp trước mình tạo cái nhân chết đối này đó, cái tâm lực chỉ có một độ. Nếu mà mình tu á, tới thành Phật á, thì cái tâm lực được một triệu độ nha. Thành Phật. Mà bây giờ á, kiếp trước tạo cái nhân chết đối mình không có tu thì tâm được một độ, kiếp này cũng không có tu thì tâm lực cũng một độ, thì kết quả chết đối sẽ đến. Cho nên có tiền thì dịp tiền cũng phải chịu tới rồi. Nhưng mà bây giờ đó, tôi đã dạy quý vị tham thiền rồi, quý vị đó tiếp tham thiền rồi ha, thì cái tăng lực một độ sẽ lên tới 2 độ, 3 độ, 5 độ, 10 độ. Thì 10 độ á, tạo cái quả phải đến trước, tạo cái nhân á, bị nó nhân mạnh, cái nhân mà một độ đó yếu, kéo lại sao? 10 độ á, nó mạnh hơn, cái quả phải đến trước. Nếu mà bây giờ đó, cái tâm lực mình lên tới 10 độ, tôi không tham thiền nữa, thì kết quả 10 độ đến hết tới 9 độ, 9 độ đến hết tới 9 độ, tới 8 độ, tới 7 độ, 6 độ, cuối cùng 1 độ cũng phải, kết quả cũng phải đến. Nếu mà bây giờ không ngưng, thì 10 độ đến tới 20 độ, 50 độ, 100 độ, tới 1 triệu độ thành Phật. Mặc dù nó thành Phật nhưng mà cái nhân một độ đó làm cho người ta chết đói, cái nhân nó giữ còn chưa có tiêu, thì thành Phật ấy tự nhân phải độ chúng sanh. Bởi vậy cái chữ Phật là tự giác giác tha, giác tha là độ chúng sanh. Thì á, cái người bị mình làm chết đói đó thì có cái quyền ưu tiên á, tự nhân phải độ trước. Thì tính độ cho người đó được giải thoát tất cả khổ, tự do tự tại rồi thì cái nhân nó phải tiêu. Cho nên á, tu bây giờ trước kia không biết á, tạo bao nhiêu ác, đừng có sợ. Thì bắt đầu từ bây giờ đó, sám hối đừng có lành nữa. Nếu mà phải lành nữa thì nó phải hại. Lành nữa cái ác quả nó, bây giờ tâm lực mạnh á, ác quả cũng mau đến nè. Nếu mà mình từ nay á, các tội trước mình sám hết, sao mà không làm nữa? Hai chữ sám hối đó, người ta chưa có hiểu rõ lắm. Pháp Bảo Đàng á, một tổ có giải thích á, sám là cái phạm, là sám dẹp cái nghiệp trước ha. Hối là cái tiên hán, trên Trung Quốc là hối được cái đổi, sao mà không làm nữa? Nếu mà sáng hôi, sáng hôi chiều lần nữa thì nó không có hết được. Bây giờ á, nếu mà mình sáng hôi rồi bắt đầu từ bây giờ, tôi chỉ có làm cái dạng cái lành thì kết quả nó đến trước. Còn các gia nghiệp nặng bao nhiêu á, tại lúc đó cái tâm được còn yếu thì kết quả phải kéo lại sau. Kéo tới chừng nào mình thành Phật, mình trở lại độ những người đó, thì kết quả là cái nhân nó mới hết. Cho nên á, cái tu á, nếu mà mình sám hối chân thật ra mình không có sợ mà kiếp trước hay gì trước kia là tạo bao nhiêu ác, khỏi cần sợ. Cứ mà phải mà sám hối chân thật bây giờ bắt đầu được từ ngày nay đó, đừng có làm những cái việc mà ác nữa, chỉ là làm cái lành thôi, thì cái phước quả nó đến trước, cái ác quả nó phải kéo đằng sau.
Tiếp theo, làm sao để tập trung tư tưởng? Làm sao để tập trung tư tưởng? Cái tập trung tư tưởng là rất dễ rồi đó. Khỏi lên cái tình là tư tưởng tập trung rồi. Hỏi, chứ có thể thắc ta là cái gì? Bộ óc không biết á. Thì tư tưởng đang tập trung rồi. Nếu mà giữ được một ngày không biết á, phiền não á, ngày nay là không có phiền não rồi. À, không có phiền não thì tâm là thanh tịnh á. Thanh tịnh lâu thì sẽ phát trí huệ và sẽ phát ra cái năng lượng của bản thể đó. À, tôi hồi nãy đã nói là thần thông biến hóa trí huệ năng lượng đều lành. Trời á, người ăn chay á, có người ta hỏi á, bây giờ tham thiền càng ăn chay không? Tôi nói càng chứ không càng là tương đối. Cái tham thiền á là cái cắt giảm cái bản thể tương đối, không có nói càng hay là không càng. Cái càng hay không càng là do ông tự do. Cái ăn chay là cái nhân quả. Nên tạo cái nhân gì thì được cái quả đấy. Mình giết một mạng thì phải trả một mạng. Mình ăn một thịt phải trả một thịt. Nếu ông mà không sợ người ta ăn thịt mình thì cứ ăn người ta. Còn nếu mà sợ người ta ăn mình thì đừng có ăn người ta. À, với vậy cái đó là nhân quả mà. Cái tuần lễ trước đó có ông Mỹ á, quỳ tôi đó nha, nghe tôi nói tôi có nhân quả đó, ăn chay nè, ăn chay trường nè, nó còn thanh niên mà. Mà bây giờ nói tới cái ăn chính á, theo người ta ăn chay nói là uống sữa là chay, uống mật ong là chay. Mà ăn chứng á, thì người ta nói là ăn mặn. Sự thật á, cái ăn chay là tránh khỏi cái sắc sinh, tạo cái nhân, sắc sinh, bởi vì dắt một bàn trả một bàn. Nếu mà cái chứng đó, đó không có trong á, thì ăn được. Tại sao vậy? Cũng như con gà, để trứng gà, nếu mà không có trong á, thì cái chứng đó đâu có áp ra con gà được. Thì á, bây giờ á, con gà để cái trứng nó ăn, nếu mà không có ai ăn á, thì cái trứng nó cũng thui vậy. Bây giờ ăn cái trứng gà cũng như ăn cái cướp gà này đâu có gì, không có tổn hại cho ai hết á. Còn á, uống sữa bò thì giúp cái lưng của con bò, một con. Uống mật ong thì giật cái lương thực của con ong, nó còn có duy mắt duy nhân quả. Còn ăn cái trứng gà đó không có trong đó, không có duy mắt nhân quả, mình cũng như ăn cái gà đó có sao. Bởi vậy nó để ra trứng rồi, nó cái trứng đó nó không có trong đó, nó sẽ bị thui và cũng bỏ vậy. Mình ăn nó, ăn với không ăn nó không có không có duyên nhân như tới cái con gà nữa. Cho nên đó, nếu mà theo cái nhân quả đó, ăn trứng mà không có trong á, còn khá hơn mà uống sữa cũng mặt ong nữa. Uống sữa bò cũng mặt ong, còn là dùng cái còn á, ăn trứng mà không có trong nó không có dùng sự lực của ai hết. Các quý vị nghe ăn trứng gà như này, cướp gà, con gà thì chắc không ai dám ăn con gà đâu. Vậy thì là bây giờ muốn mà biết cái trứng gà mà có trong hay không có trong á, ở dưới điện á, em là chiêu á, có 100 liền á là có trong, đừng có ăn. Còn nếu mà không có 100 liền á thì tức là cái trứng nó không có trong. Tiếp theo,
xin thầy giải thích rõ về thiền. Giải thích rõ về thiền. Cái chữ thiền á, đủ thứ thiền mình mong à. Hành phu thiền, hiếu thư thiền, đại thư thiền, ngoại đạo thiền, đủ thứ cũng kêu bằng thiền à. Nhưng mà tôi chỉ là nói về cái tổ sư thiền á, à, tự nhiên lên ngõ của Phật Thích Ca để tuyên truyền cho bằng cách phát hiện trực tiếp đó, không qua danh từ rồi nói đó. Phật chỉ là như nghe mồm lên ha, thì Ma Ca Diếp á ngộ được cũng không có nói, cũng chỉ là mỉm cười thôi. Cái đó là cái sự bắt đầu của thiền tông đó. Tôi bây giờ có cái cung nguồn truyền từ về phương pháp tu gì của thiền tông đó. Tôi chỉ muốn ngày mình nghe là người chân tăng giúp đường này mà mới tìm vào năm 1965. Bây giờ cái nhục thân của ngài mình khe ở tòa niệm Phật Thủ Long, Hồng Kông đó. Chúng tôi có tổ chức Phật tử đi hành hương á. Mùng 7 tháng 8 sẽ đi tới cái tòa niệm Phật để dân thăm cái nhục thân của ngài mình khe. Với lại trên tòa Nam Quê á, dân thăm ba cái nhục thân của Lộc Tổ với tổ Tân Điền, tổ Hàm Sơn. Thì ấy, các thiền á, của tổ sư thiền nó khác hơn tất cả thiền. Chỉ cần khởi lên cái nghi tình thì từ nghi sẽ đến ngộ. Hồi nãy tôi đã nói đó, tự mày ở trong bụng hỏi chứ có trời đất ta là cái gì, không biết, không biết là thiền rồi. Rất dễ, cái thực hành rất giản dị, rất dễ, ai cũng thực hành được. Nhưng mà tin tự tâm thì rất khó. Mình phải tin tự tâm đầy đủ tất cả, không có thiếu cái gì hết, rồi mới thực hành được chính chữ là vô số đắc, vô số cầu, vô số sợ. Bởi vậy cái tâm mình nó khắp không gian, khắp thời gian. Đã khắp thời gian thì ở ngoài, khắp không gian thì ở ngoài không gian, không có không gian. Ở ngoài còn không có thì mình làm sao đắc. Cái đắc là đắc ở ngoài, cái cầu là cầu ở ngoài. Cũng như tất cả gia tài đều là ở trong nhà mình rồi, mình còn cầu gì nữa, còn đắc gì nữa. Cho nên cần phải tin tự tâm, rồi mới phát hiện được cái tự tâm mình. Phát hiện được cái tự tâm mình mới làm chủ cho mình được, mới được tự do tự tại. Quý vị mà muốn rõ là những cái cung mà Bát Nhã ở trong đó có phụ lục mà cái đường đối với thành tham thổ sư thiền, như cái cơ bản tham thổ sư thiền. Và khác với thiền tông á thì cũng có dạy cái tham thổ sư thiền đó. Quý vị phải coi để cho nó rõ hơn. Bây giờ gần phụ nữ còn nhiều quá. Bây giờ con câu hỏi trong giới là có ba câu. Giờ phương pháp luyện tập thiền có nhất thiết cần một người thầy hay một người hướng dẫn viên chỉ dạy hoặc kèm sát bên để theo dõi thực tập từng giai đoạn tiến hóa hay không? Tại sao có nhiều người tự luyện ngồi thiền không biết vì lý do gì lâm vào cái tình trạng gọi là tấu quái nhập ma, trở nên bất thường khùng điên, phải đó vì không có thầy sát bên? Câu thứ ba là nơi nào có đạo tạo luyện tập thiền theo Phật pháp? Hồi nãy tôi đã nói đó, cái thiền nó đủ thứ thiền, mỗi tông mỗi phái đều có cái thiền gian của tông phái đó. Mình muốn tu cái thiền của cái tông phái đó phải tuân theo cái tông chỉ của cái tông phái đó thì mới khỏi bị cái tạo quả nhập ma. Nếu mà tự mình làm tài không coi sách là tự tu á thì đúng cái gì đó. Còn bây giờ nếu mà theo tôi tu cái tổ sư thiền á thì phải thực hành chính chữ là vô số đắc, vô số cào, vô số sợ thì á bảo lãm là không có tạo mọi nhầm mà. Nếu mà muốn còn muốn cào muốn đắc á thì phải có sợ.
thì cái ma nó sẽ thời dịp này dọc ha. Tại không đúng tông chỉ, cái tông chỉ tổ sư thiền là phải thực hành chín chữ này, cái điều làm thiền đó, mười điều ở trong là điều thứ nhất là phải thực hành chín chữ là vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sầu. Quý vị có coi cái cuốn Bát Nhã trong phụ lục thần đường nói thực hành tổ sư thiền để biết rõ. Nếu mà thực hành được á, thì á chỉ là biết tử mà tham, ngày đêm mà tham, cứ hỏi câu bài nào bài không biết gì hết, hỏi tới mà mịt mù nào mà không biết gì hết, thì tự nghe á cái biết của thật tánh nó hiện lên dù mình cũng khỏi mà nghĩ làm việc, làm cái việc gì đó, làm nghề gì thì cứ dành làm gì như cũ à, cũng khỏi mà bỏ nghề mà nó phải theo thầy thì tu mới được. Còn nếu mà quý vị á còn có cái thắc mắc gì ha, sau này á gặp cái gì thắc mắc á thì có thể mà nhắc thơ rồi cái tiền đường tôi đó hỏi, có cái địa chỉ á, ở cái cuốn Bát Nhã thì có cái địa chỉ á, có thể mà hỏi. Tức là nếu mà thực hành chín chữ là tôi bảo đảm à, nếu mà không có thực hành chín chữ thì không bảo đảm được. Chín chữ đó là vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sầu. Còn á cái thắc mắc để hỏi á, để tôi là giải đáp để tăng được cái lòng tin, tin tự tăng, tin được tự tăng thì mới dễ thực hành được chín chữ này. Bởi vì tự tâm đó là đủ rồi thì nó khỏi cằn cào, khỏi cằn đắc, không còn gì để sợ nữa. Tiếp theo à, cái đào tạo á thì ví dụ tôi lên giảng bài là đào tạo rồi, cái thực hành rất dễ mà à, chỉ là cũng nghe thôi, chứ có chỗ lát đặt cái gì không biết là tâm thiền rồi à, ai cũng làm được hết á, chỉ là mình phải giữ hoài, đi đứng nằm ngồi mặc áo ăn cơm đi cầu ngủ nghỉ làm việc đều phải giữ cái câu phải đạo, tự hỏi mà không hiểu thì đắc không ra, tức là hỏi nữa, hỏi tới trường hợp thì mình đắc ra được là chân tâm, mà tới đắc ra được chứ không phải là đắc ra bằng lời nói, tức là hiện ra cái bản thể khắp không gian thành thời gian. Còn cái mấy cái pháp thiền khác thì tôi không biết nó có cái đào tạo không đào tạo, còn cái này là cái mình đã sẵn có, chỉ là phát hiện cái mình đã sẵn có thôi. Kinh Viên Giác Đức Phật nói á, tất cả chúng sanh đều là thành Phật. Ở trong Kinh Viên Giác Phật có ví dụ cái quặng vàng đó, quặng vàng đó, cái vàng kẹt đã sẵn rồi, đã thành rồi, chứ không phải là luyện mới thành. Luyện là luyện bỏ mấy cái lát cắt tạp chắc, bị cái dàn thiệt lộn với lát cắt tạp chắc nó hiện ra không được, cho nên phải luyện bỏ mấy cái lát cắt tạp chắc thì dàn thiệt nó hiện ra. Nếu mà ở trong quảng dàn không có dàn thiệt á thì luyện cắt máy cũng không có ra dàn được. Thật tánh của chúng sanh cũng vậy, đã thành rồi chứ không phải là tu nó mới thành. Chỉ là bây giờ luyện bỏ mấy cái tạp chắc đó thì Phật tánh nó hiện lên, nó đã thành sẵn, chứ không phải là tu rồi nó mới không thành, nó mới thành, nó đã thành sẵn, bây giờ là phát hiện thôi, luyện bỏ mấy cái tạp chắc thì nó hiện lên. Dạ, tiếp theo con cầu nói trước kính chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh. Rồi tiếp theo câu hỏi, làm sao ngồi thiền để tâm hợp nhất? Hãy ngồi thiền,
ngồi thiền chẳng phải tham thiền. Tham thiền khỏi càng ngồi. Lục Tổ nói, đạo vô tăng ngộ bắt tại tọa, tọa là ngồi. Cái ngộ là tăng, chứ không phải là thân. Bởi vì cái thân này sau khi chết là biến thành cho biến thành đất. Không có chú ý cái thân, chú ý cái tăng. Cái tăng nói là tăng đó là cái sự tồn tại chân thực diễn giản. Còn cái thân này sau này sẽ biến thành cho biến thành đất, nó không phải là cái tồn tại chân thực. Cho nên chỉ chú ý cái tăng được ngộ, chứ không có cần chú ý cái thân ngồi hay không ngồi. Đi đứng nằm ngồi mặc áo ăn cơm lăn đi cầu cũng không thiền được, đâu phải cần ngồi. Nếu mà ngồi mới có thiền á, đứng dậy thì hết thiền á, thì không bao giờ mà thiền tăng được. Tháng ngày đêm 24 tiếng đồng hồ liên tiếp không có giây phút nào gián đoạn, mới gọi là tôi thoại đạo. Tôi thoại đạo mới là ngừng thiền tăng. Tiếp theo, kính thưa thiền sư, nếu một người đã chết rồi, người này không muốn đầu thai lại kiếp con người hoặc con vật, chỉ muốn trở nên một vật vô tri vô giác, vậy người này có tội gì với đạo Phật hay là đấng sinh thành hay không? Cái bộ óc không thể biết được cái biết của Phật tánh. Tại cái biết của Phật tánh á, nó siêu vật số lượng, nó không có số lượng để mà nhận biết được. Cho nên gọi là cái pháp vô vi. Còn á, cái bộ óc nhận biết được là gọi là pháp vô vi, nó có số lượng. Mặc dù á, cái bản thể đó, cái vật chất nó không còn chút gì hết, nhưng mà cái số lượng cũng còn à, cũng còn cái số lượng đó. Còn con số á, thì cái bộ óc mình nhận biết được cũng thuộc về cái bản pháp vô vi đó. Bây giờ á, tôi nói tới chỗ này á, để tôi nói thêm cái chuyện mà cụ thể ha. Cái con số ha, người ta học cao á, bây giờ mình cũng biết nè. Tôi coi một cuốn cái con số đó, có nói tới là một con số á, con số cái bằng dấp, số dấp cỏ đó. Nó rất nhỏ, nó chỉ là một tế bào, cái bằng lưng tế bào là một tế bào. Nó một ngày một đêm đó, thì nó đứt ra thành hai con. Rồi một ngày một đêm nữa, nó đứt ra thành bốn con. Một ngày một đêm nữa, nó đứt ra thành tám con. Mà đứt như vậy á, tôi đòi chín mùi á, thì cái thể tích đó bằng một thức khôi. Rồi tới 130 đó, cái loài 130 đó thì cái thể tích bằng quả đắc. Cái thể tích bằng quả đắc, nhưng mà tất cả con số đó không có chết đó thì cái thể tích bằng quả đắc. Muốn mà để trên mặt đất cũng không có chỗ để nữa. Mà nếu mà theo cái lý này đó thì quả đắc nó sẽ hai, rồi thành hai cái sẽ hai nữa. Cái sẽ tới 130 á thì trở lại thành con sâu dấp cỏ nhỏ xíu. Mà nếu mà con sâu dấp cỏ dễ thêm, nếu mà cứ sẽ thêm 120 nữa và 30 nữa thì cái vật chất nó không còn nữa, nhưng mà con sâu vẫn còn. Lá không có cái gì nữa rồi, nhưng mà con sâu nó còn vẫn còn. Bây giờ cứ sẽ thêm hoài cũng còn con sâu hoài. Theo cái toán học á, nhỏ chừng nào nó cũng được các, nhưng mà sự thật á thì cái vật chất á đã không còn. Cái vật chất thì nó chiếm cái không gian đó. Bây giờ nói về cái thời gian nha, cũng vậy. Bây giờ một ngày là 24 tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ thì chia làm 60 phút, một phút á thì chia làm 60 giây. Một giây á, nhà Phật gia làm 60 sắc na. Cái sắc na là nhanh quá rồi ha. Tức là bây giờ á, mình nói là một sắc na á, cái bộ óc nhận biết được là cái sắc na đó là qua rồi ha.
chứ không phải hiện tại rồi nha. Nhưng mà nếu mà cha nữ một sát na, bây giờ tôi lật thêm cái danh từ ha, một sát na thì thành sáu, cha thành sáu mươi a, một a cha thành sáu mươi b, một b cha thành sáu mươi c, mà nếu mà tới c rồi đó, một c thời gian đó một không có biết, bởi vì nó nhanh quá rồi, nó không còn thời gian nữa, nhưng mà vẫn còn con số, vẫn còn là gọi là pháp hữu di, vẫn còn có con số thì bộ có nhận biết được. Còn cái mặt tánh á, nó không có con số, nó không có hình tượng, không có con số, cho nên bộ nó không có thể nhận biết được. Nó cũng chỉ cái pháp vô di. Bây giờ nhận muốn nhờ cái bộ óc á để biết được cái biết của mặt tánh thì không có thể được. Cho nên á, người ta nói là vô chi, cái người hỏi là nó vô chi vô giác, vô chi vô giác là vô chi vô giác của bộ óc chứ không phải là của thật tánh. Thật tánh không có thể vô chi vô giác được. Cái bộ óc thì có chi có giác, cũng vô chi vô giác, còn thật tánh á không có thể nói là có chi có giác, cũng không có thể nói là vô chi vô giác, bởi vì tại bộ óc nó không có nhận biết được. Tại nó không có con số, không có số lượng để trong bộ óc nhận biết. Còn những cái có con số mặc dầu là cái thực tế là không còn gì nữa, bộ óc cũng còn nhận biết cái con số. À, cũng như nói là một xe thời gian, một xe thời gian, bộ óc là nhận biết không được rồi. Mà nếu mà một xe lại che nữa, một xe 60 lê gì đó cứ che rồi nó cũng còn vài, con số nó còn vài. Nhưng mà sự thực thì các thời gian nó không còn nữa. Cho nên á, nó vừa chi vừa giác là không đúng. Có chi có giác, có người kinh Lăng Nghiêm nó có chi có giác là chúng sanh. À, vừa chi vừa giác cũng là chúng sanh, chứ không phải là thật tánh. Thật tánh thì không có tương đối, không có chi với vừa chi để tương đối. Có tương đối thì có số lượng, có số lượng bộ óc mình biết được. Còn cái thật tánh nó không có số lượng, cho nên bộ óc mình biết được. Tiếp theo, làm sao để biết tâm mình ở đâu, đón bắt nó như thế nào? Khi ngồi lại để mà thiền thì thấy trong lòng cứ nói lầm bầm hoài, có khi nói đến 2 giờ, nghĩa là nói tới lúc xá thiền rồi là cứ dẫn hồn nói hoài. Xin Thầy cho biết làm sao. Cái điều thứ nhất các nói là sao biết cái tâm mình ở đâu? Nếu mà tâm mình có ở đâu đó, thì không phải tâm mình. Bởi vậy cái tâm mình là khắp không gian, khắp thời gian, đâu có thể chỉ ra ở đâu được. Vì vậy nói khắp không gian, thời gian đó thì minh mông á, quý vị không có thể tưởng tượng. Bây giờ tôi dùng cái cơ thể này để cho quý vị dễ hiểu ha. Cái vết của cơ thể này đó gọi là cái cảm giác của lớp da ha. Cái cảm giác của lớp da người nào cũng có, cùng khắp cái không gian và thời gian của cơ thể này. Đã cùng khắp rồi đó thì không có chỗ để chỉ. Nào bây giờ ha, quý vị thấy tôi buông tay này, buông nè. Nếu mà khắp không gian của cơ thể thì không có chỗ buông, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng cái tôi buông nè, tại sao nó không có chỗ buông? Tại nếu mà có chỗ buông á thì buông tay tay biết, buông đào đào biết, những chỗ không buông á thì không biết. Nhưng mà những chỗ không buông không biết là tại sao nó là cùng khắp không gian của cơ thể. Còn nếu mà nói về thời gian á thì không có lúc buông. Tại sao vậy? Nếu mà lúc có lúc buông á thì lúc buông mới biết, lúc không buông thì không biết. Tại nếu mà lúc không buông không biết thì tại sao nó là cùng khắp thời gian? Sự thật á, cái cảm giác của lúc già không có dính dáng gì cái buông này không buông.
nó chỗ nào cũng có cảm giác, chỗ buông nó cũng có cảm giác, chỗ không buông nó cũng có cảm giác. Chứ không phải là chỗ buông cảm giác nó mới già, chỗ không buông thì cảm giác nó ẩn. Lúc buông cũng dễ, lúc buông nó cũng có cảm giác, lúc không buông nó cũng có cảm giác. Cái cảm giác nó không bao giờ gián đoạn. Tại cái bộ óc nhận biết sai lầm, cho là có chỗ, chỗ buông nó mới biết, chỗ không buông thì không biết. Tức là chỗ buông nó mới có cảm giác, chỗ không buông thì không có cảm giác. Sự thực thì không phải vậy, chỗ không buông nó cũng có cảm giác vậy. Rồi lúc buông nó có cảm giác mà lúc không buông nó cũng có cảm giác vậy. Thì cái thực tánh này cũng vậy đó, lúc luôn luôn cùng các không gian thời gian, chứ không phải là có cái đối tượng rồi mình mới nói là nó biết, còn không có đối tượng là mình nói là nó không biết. Không có đối tượng gì nó cũng biết vậy. Tại cái bản thể nó cùng khắc không gian. Nếu mà cùng khắc không gian thì không có chỗ, cùng khắc thời gian thì không có lúc. Nếu mà có chỗ thì không cùng khắc không gian, có lúc thì không cùng khắc thời gian. Cho nên á, nếu mà nói là cái tâm mình ở lâu á, tức là không phải tâm mình, bởi vì nó không cùng khắc. Nhưng mà có cùng khắc thì không có thể nói là ở đâu. Chỗ nào cũng có hết, cũng như ánh sáng đèn vậy. Nó không có chỉ nào bây giờ á, lúc mấy chục cái đèn á đều cùng chung một ánh sáng, không có thể hai ánh sáng. Bây giờ nói tôi sắp thứ tự ha, đèn số 1, đèn số 2, đèn số 3, tôi đến đèn 20, đèn 30 ha. Đâu có chỗ để mình chỉ là nói ánh sáng nào thuộc về cái đèn số 1, ánh sáng nào thuộc về cái đèn số 2, đâu có chỉ được. Bởi vì nó cùng khác rồi đó, không có thể chỉ, tại nó không có chỗ rồi. Bao nhiêu ánh sáng đó, bao nhiêu đèn cũng là chung một ánh sáng. Cũng như bây giờ á, ở lại ngồi mấy trăm người cũng là cùng chung một cái bản thể thật tánh, không có thể hai thật tánh, cho nên nói thật tánh bất nhị. Nó không có chỗ để chỉ. Tại á, người nào á, tâm người nào cũng là cùng khắc không gian, cùng khắc thời gian. Mặc dù bây giờ chưa kiến tánh, nó cũng cùng khắc vậy. Hồi nãy tôi ví dụ á, cái cảm giác của lớp già đó mình cũng có biết được đó. Cái mà ánh sáng nha, nếu mà cùng khắp rồi đó thì sự tương đối đó nó tự hết. Cái tương đối là có chứ không có. Cũng như cái tàn có ngã này, tiên hành coi bằng ngã đó. Bây giờ nếu mà nói đó, có ngã thì quý vị phải chỉ ánh sáng nào thuộc về cái đèn số 1 của ta đây. Nếu mà chỉ ra được á, thì cái có ngã mình mới thành lập được. Nếu mà chỉ không ra thì không thành lập được là cái có ngã. Rồi nếu mà nó vô ngã không có ta, thì quý vị phải chỉ chỗ nào không có ánh sáng đèn số 1 của ta. Nếu mà chỉ ra được chỗ nào không có cái ánh sáng đèn của ta đó, thì mới là vô ngã. Có ngã cũng chỉ không được, vô ngã cũng chỉ không được. Tại nó cùng khác rồi đó, thì cái có ngã chứ không có ngã nó đều tiêu diệt nó tự không có. Cũng như hồi nãy, buông có buông hay là không có buông không, cũng tự tiêu rồi. Không có để nói là có chỗ buông hay là không có chỗ buông. Bởi vì nó cùng khác rồi, chỗ nào cũng vậy, không có chỗ để chỉ. Nếu mà có chỗ thì chỗ này có, chỗ kia không có sao. Nếu mà khắp thời gian thì lúc này có, lúc kia không có sao. Nếu mà đã cùng khắp thời gian thì lúc nào cũng có, chỗ nào cũng có. Không có thể chỉ.
cái mà ngồi thiền bạn nói hoài đó, cái nó cái vọng tưởng đó, cái người lo lắng nhưng mà cứ ngồi tiếp thì sẽ phát điên. Ở Việt Nam á, tôi gặp nhiều người á, vì á, tự mình lập ra cái lượng nói ngồi thiền không có đúng theo cái tông chỉ của tổ sư truyền xuống, của tổ sư truyền dạy. Thì á, có người á, dùng cái câu niệm Phật để nén vọng tưởng, có người thì dùng câu chú, niệm chú để nén vọng tưởng. Mà cứ tới ngày ngồi hoài mà dùng cái tâm á, niệm Phật hoặc niệm chú để nén vọng tưởng. Bằng nào á, thì để nén á, cái thanh thanh tịnh tịnh, cái trong mình nhẹ nhàng, cái khỏe, không? Nhưng mà tu tới vực cao rồi đó, có người mà tu tới mà có phát thần thông rồi đó, thì nó thành ba cái kết quả. Một á, là hôi mau. Hai là thắt đèn. Ba là thanh dư. Tại á, nó chỉ là rề nén vọng tưởng tham sân si, nó tạm thời nó rề nén, chứ không phải là nó tiêu. Mà theo cái vật lý á, mình rề mạnh chừng nào á, thì nó cái phản lực nó mạnh chừng đấy. Cũng như mình tinh văn á, mình tinh mạnh thì nó dồi lên mạnh. Rề nén lâu ngày á, ban đầu thì thích khỏe lắm, nhưng mà tới lâu ngày tới mức á, độ cao rồi đó, phát lên cái nó không che lòng được, con người thì ngon nó, con người thì phát điên, con người thì ăn dưới. Những cái đó tôi có thể chỉ ra tên mà họ chỗ nào, nhưng mà tôi nói ra thì đừng giảm nhiều quá. Sự thật á, quý vị á, xin nghĩ cũng biết cho nên mình muốn tu á, phải tu cái thiền gì đó thì phải đúng theo cái tông chỉ á của cái tông phái đó, chứ đừng có tự mình mà lập ra cái đường đó tu là cái nguy hiểm. Mà có người mà có thầy dạy á, cũng vậy, mình phải phân biệt chân và cũng như chấp thật là tà, tha chấp thật là chân, chấp ngã là tà, tha chấp ngã là chân. Cái chân pháp á, luôn luôn phải tha ngã chấp. Nếu mà không tha ngã chấp á, những người mà tu theo cái ngã chấp á, thì phải có ba cái kết quả từ hồi nãy nó dịch nghệ đó. Tự nhiên tu có bực cao là không cái ba cái kết quả đó, mà tu bực thấp á thì không thấy. Tu tới bực cao mới thấy có dạng ba cái kết quả đó. Tiếp theo con câu hỏi: mỗi lần nghe kinh là con muốn khóc, không biết tại sao, xin thầy cho con biết muốn khóc. Cái nghe kinh muốn khóc á thì á, cũng như trong lòng có cái cảm xúc á, mà kinh á là dạy cho mình tu giải thoát. Bây giờ á, mình cũng như mà cho mình không có cái hoàn cảnh mà để mình được tu giải thoát, thì cũng
có thể khó khăn à. Mà bây giờ á, mình sanh tử không được tự do, thấy người ta chết à, cũng như mà ở trong lai quả thì bây giờ chắc hai vị lục có nói à. Con nói bông khổ kẻ nói á, thấy người ta chết á, cái lòng tôi nóng như lửa à. Không phải là nóng người khác là sẽ đến tới mình. Bởi vậy mình ta biết mình ngày nào chết à, có thể đêm nay chết, có thể ngày mai chết à. Nhưng mà thế nào á, ở trong mấy chục năm này á, sẽ chết. Có người á, nghe bác sĩ nói là mình có mang bệnh ung thư, sau tháng phải chết hoặc một năm phải chết, sợ quá à. Nhưng mà sự thật đó, chúng sinh á, sanh ra là mang bệnh ung thư rồi à. Bởi vậy sanh ra là loại chết, không biết bữa nào chết. Nhưng mà có một ngày phải chết. Cho nên Phật phải dạy mình, trước khi chết phải giải quyết cái chết đó. Phải biết tại sao phải chết. Tại sao mình không làm chủ cái chết được. Mình sợ chết thì mình phải làm chủ cái chết mình. Nếu nói là ta thì ta phải làm chủ cho ta chứ. Phật Thích Ca là muốn mỗi chúng sinh đều được làm chủ cho ta. Muốn làm chủ cho ta thì phải biết ta là cái gì. Cái ta chân thật này, tồn tại chân thật này, diễn giảng này, không biết nổi này, mới là cái chân thật của ta. Còn cái biết lỗi đó, thì tự nhiên nó phải sanh, phải diệt, phải chết. Cho nên đó, cái tham thiền là cái tồn tại chân thật của ta, diễn giảng nó không có biết nổi. Thì cái sanh diệt là tự nhiên là dư rồi. Trước là không có sanh tử như bác nhã nói vậy đó. Tiếp theo, làm sao tôi thấy được linh hồn sống lại trong kiếp sau? Hồi nãy tôi đã giảng đó, cái linh hồn á là theo cái thể xác này biến đổi á, không phải là cái sự tồn tại chân thật của ta. Hai bữa trước á, cái tuần lễ trước á, có một ông già đó cũng bệnh á, mà sợ chết á, nói là hỏi đòi hỏi nhưng mà hỏi nay nếu mà chết rồi đó, em đi chung an táng hay là quả táng? Rồi á, cái linh hồn á, nếu mà quả táng rồi sao, an táng làm sao? Tôi nói á, nhà Phật là không có nhìn nhận cái linh hồn, như tôi hồi nãy giảng cái linh hồn là theo cái thể xác này biến đổi. Nhưng mà tôi giải thích ông cũng còn không chịu. Rồi tôi mới hỏi á, ông có chim bao không? Có. Ông nghe mắt chim bao đó bằng đêm, cái thân ông nằm trên giường. Rồi á, khi chim bao á thì có cái thân chim bao. Cái thân chim bao không phải là cái thân nằm trên giường, phải không? Phải. Tôi nói cái thân chim bao đó tiếp xúc với cái thế giới chim bao thì á, tiếp xúc cái tắc cũng có cái thực chất của tắc, tiếp xúc cái giác cũng có cái thực chất của giác, tiếp xúc cái bàn cũng có cái thực chất của bàn, tiếp xúc cái mặt kén cũng có cái thực chất của mặt kén, tiếp xúc non kén non, tiếp xúc lạnh kén lạnh, luôn cả cái thân chim bao của ông thì người ta đang cũng biết bao. Mà giả tỷ ở trong chim bao có một vị dạng tri thức giải biết rằng cái giác này không thật, cái tắc này không thật, cái mặt kén này không thật, luôn cả cái thân chim bao của ông
cũng không thành. Thì ông cũng không có tin nổi, cái thân kim bao không có tin được. Tại sao vậy? Ông nói không thật, tại sao mà tôi tiếp xúc đều có thật chắc? Nói là không thật. Nói cái thân tôi không thật, tại sao người ta đánh tôi biết đâu? Cho nên đó, có tin, tin không nổi. Nhưng mà nếu mà ở trong kim bao tỉnh dậy rồi đó, thì tự mình chứng tỏ hồi nãy những cái có thật chất đi đâu rồi ha. Luôn cả cái thân chim bao á cũng tìm không ra. Cái thân chim bao là cái linh hồn của ông đó. Lúc chim bao mới có, tức tiểu thì không có. Bây giờ mình là tôi lăng thuyết pháp, quý vị lăng nghe pháp, là ở trong bỏ mắt chim bao cũng vậy. Cũng tiếp xúc cái gì cũng là có thật chất. Phật giải thích là cái này không thật, cái kia không thật, mình cũng không tin được, không tin nổi. Nhưng mà nếu mà mình tham thiền thức kiến tánh thì cũng như ở trong nghe mắt chìm vào thức tỉnh vậy. Tự mình chứng tỏ, cho nên gọi là chứng ngộ đó. Từ đi đến ngộ tới ngộ là tự mình ở trong chìm vào, ở trong mỏ mắt chìm vào thức tỉnh đó. Cũng như nghe mắt chìm vào thức tỉnh đó, thì mới biết là tất cả cái chìm vào đó đều là không thật. Nhưng mà chưa thức tỉnh á, thì ai nói cho có lý á, cũng tin không được. Tin không nổi, tại tiếp xúc cái nào cũng có thực chất. Làm sao nói thật được? Không thật được. Mà tại ở trong chim bao á, tin rằng là thật. Cho nên ở trong chim bao khóc á, thức tỉnh á, còn có nước mắt. Ở trong chim bao mà sợ đó, thức tỉnh á, trái tim còn đặt. Tại chắc cho là thật, nó mới có nước mắt, cái tim mới có đặt. Nói chừng thức tỉnh mới biết là tất cả đều không có thật, chỉ là chim bao thôi. Bây giờ mình cũng để lăng mỏ mắt chim bao nè. Bây giờ á, Phật nói là không thật mình đâu có tin được. Cũng như Phật ở trong Bát Nhã Tâm Kinh nói vô ngũ uẩn không có ngũ uẩn, vô lục căn không, vô nhãn nghĩa bỉ thiệt tham ý, vô sắc thân thân thiên dự xuất phát, cái nào cũng là vô không có thật thì mình đâu có tin được. Nhưng mà nếu mà mình tự mình tham thiền tức chân tánh thì khỏi cần Phật giải thích, mình tự mình chứng tỏ, cho nên gọi là chứng ngộ đó. Tiếp theo xin thượng tọa cho biết tu đến cấp bậc nào mới có hào quang. Bây giờ có hào quang rồi, khỏi cần tu cũng có hào quang, nhưng mà cái hào quang nó yếu. Nó không có sáng. Hào quang yếu á thì quỷ sứ cũng nhâm lô dương nó bắt mình được. Còn nếu mà hào quang sáng đó, nó không có thấy mình, không có thể bắt mình được. Đừng có nói lại, tôi bây giờ giảng thêm cái hào quang á. Một vị mà làm trụ trì đó, lãi kiến tánh á, cái hào quang nó sẽ còn sáng. Thần Già Lam á, giữa chùa nè, người ta kêu bằng Già Lam Bồ Tát á. Ở đó làm mấy chục năm mà muốn thấy mặt của ông chủ trì không có thể thấy được. Tại ông chủ trì cái hào quang nó sáng quá đi. Tối ngày mà ở trong tòa người gặp mặt hoài nhưng mà không có thấy mặt được. Cái bữa đó y ngưỡng mộ lắm, muốn thấy mặt của chủ trì, muốn đỉnh để chủ trì mà không biết làm sao mà thấy được. Cái hỏi ông chủ sự nói bây giờ tôi muốn thấy mặt chủ trì á ha, làm sao mà thấy được, không có cách nào. Tôi nói cái ông chủ sự nó dễ mà, ngày mai á đang ăn mỏ, đang ăn chay ha, ông đem cái thùng cơm á lật trở lại thì ông sẽ thấy. Cái thiệt á, bữa sau đang ăn cơm, đang ăn mỏ ha, thì thường giờ đang á đem cái thùng cơm nó lật lại thì cơm nó lỗ xuống lắc á, đồng lông, các ông chủ trì thấy nó la lên, nói tụi bay mà đồ có thí chủ á, làm vậy nó tội lắm. Làm ổng cái cò khai cái đồ của thí chủ cũng được, mà lúc mà mới lên một niệm mà la hơi hơi giảm chút là cái hào quang nó sập xuống, thì cái thần già lâm rồi chứ đỉnh lễ xong á thì cái hào quang nó khôi phục lại, cũng không thấy nữa. Thì bây giờ á, tôi nói ma quỷ cũng còn hào quang mà.
đâu phải là tu á thì thọ quan nó tăng cường. Thọ quan cường tới một lúc nào á thì mang quý nó không thấy, không thấy được. Chứ không phải là không có thọ quan, ai cũng có thọ quan hết á. Quý vị thấy thọ quan được không? Thấy được. Tại sao những người như Phật Thích Ca giác ngộ có thể giải được nghiệp trước của người khác? Xin giải thích theo khoa học. Có phải người giác ngộ dùng ánh sáng để đốt giải nghiệp cho người khác? Phật Thích Ca không có thể giải nghiệp trước của người khác được, không có giải nghiệp cho người nào được hết, luôn cả cha mẹ của Phật cũng giải nghiệp không được, con của Phật Phật cũng giải nghiệp không được. Nếu mà giải nghiệp được tức là không có nhân quả, người khác tạo nghiệp mà người kia lại giải cái nghiệp được thì đâu có còn nhân quả đâu. Cái nhân quả thì người nào tạo cái nghiệp đó, người đó phải chịu. Thế cũng như ở trong kinh ví dụ á, muốn ăn no lắm, ăn tự mình ăn. Cha mẹ không có, cha mẹ thương con nhưng mà không có ăn no gì cho con được. Con kiếp con yếu, cha mẹ cũng không có ăn no gì cho cha mẹ được. Cha mẹ muốn no, cha mẹ phải tự ăn. Con muốn no, con phải tự ăn. Chứ không có thể mà ai ăn no nhìn cho ai được. Cái nghiệp cũng vậy. Nghiệp của mình tạo mình phải chịu. Chứ người khác ăn giải không được. Phật Thích Ca cũng không giải. Nếu mà Phật Thích Ca giải được á, Phật Thích Ca là đại từ đại bi. Bây giờ là có chúng sanh đâu có còn nghiệp nữa. Bởi vậy Phật thương xót mọi chúng sanh mà không có bỏ một chúng sanh. Phật đã thiện nguyện là muốn độ hết tất cả chúng sanh. Thì nếu mà Phật đã giải nghiệp được thì giải hết tất cả nghiệp của chúng sanh rồi, bây giờ đâu có còn chúng sanh ngồi lại nghe tôi thuyết pháp nữa. Không có thể mà giải nghiệp. Dạ tiếp theo. Cái này chị tạm ơn. Cái chuyện tạm ơn á là cái chuyện xong ha. Nhưng mà mặc dù nói là chuyện tạm ơn, sự thật thì không có cái tạm ơn để chuyện. Với việc tâm là vô hình, lại á cái tâm là khắp không gian, khắp thời gian. Cái chữ ứng á là không gian, là ứng chứng. Bây giờ các cơ quan nào á ghi tên được phải đóng dấu người ta mới tên nha. Nhưng mà chỉ ghi tên không có đóng dấu thì người ta không tên. Cái tiệm nào á cũng vậy, đóng dấu. Cái ứng là cái con dao đó để cho mình đặt tên. Nói tâm ứng á là cái tâm của thầy đã ngộ rồi, dùng cái tâm của thầy để ứng chứng tâm của trò cũng ngộ rồi, gọi là chuyện tâm ứng. Cái ứng là ứng chứng, thầy dùng cái tâm đã ngộ để ứng chứng cho đệ tử cái tâm cũng đã ngộ thì gọi là chuyện tâm ứng. Chứ không phải là có cái tam ơn để truyền cho người này người kia. Cái đó là không đúng. Cái ứng là ứng chứng, tức là dùng cái tam lá ngọ để ứng chứng để tự lá ngọ. Nếu mà thầy chưa ngọ thì không có thể ứng chứng cho để tự lá ngọ. Mà thiền tông gọi là truyền tam ứng là vậy. Ứng là ứng chứng chứ không phải là có cái tam ứng
để muốn truyền cho ai cũng được, cái đó là không đúng. Tiếp theo, kính thầy, thiền tâm nghi để ngộ, tịnh độ tiếp để ngộ, phải giữ tiếp hạnh nguyện. Vậy hai nghi và tín khác nhau như thế nào? Cái tinh là tinh, pháp môn nào đều phải có cái tinh trước. Hồi nãy tôi đã nói thiền công nè, phải tin tự tâm, tin mùi phàm, cái nghi mới có mùi phàm, cái nghi mùi phàm, cái ngộ mới có mùi phàm. Hồi nãy tôi nói thanh tổ sư thiền có hai cái căn bản đó, một là tin tự tâm, một là tin đó. Còn tin độ nó khác, khác chỗ nào? Thiền công á, tin tự tâm nhưng mà phải khác nghi tình. Nghi tình là có cái giao hỏi, tức là cái tình trạng nghi là không biết, cái bộ không hiểu không biết. Còn á, tịnh độ niệm Phật, tín nguyện hành á, mà bộ không phải biết. Thiền tông á, thì dùng cái nghi tình làm cái chỗ automatic, tha hết tất cả cái bệnh chấp hành. Còn tịnh độ á, thì nuôi cái năng chấp hành. Nó nghĩ lại, trong con ta là thật, có phạm là thật, có tối cực lạc là thật. Còn á, thiền công là tha chấp thật, tịnh độ là chấp thật, nó nghĩ lại. Tịnh độ không có nghi, không có nghi không có cái nhân ngộ. Bởi vậy á, nghi là nhân, ngộ là quả, cho nên không có nghi thì không có ngộ. Hãy sanh cõi cực lạc rồi chuyển qua thanh thiền, pháp nghi rồi mới tới ngộ, mới thành Phật. Còn á, tổ sư thiền thì bắt đầu thanh thiền là pháp nghi rồi, chứ khỏi cần chi sức mà để mà tới tìm độ với các nghi là một là. Các tông phái nào á, cũng như hồi nãy tôi nói các tông thiền thai á, chỉ quán thiền đó, nó tăng chỉ tăng quán, tu tới mức cao nhất nó mới tự động các nghi. Cái chỉ quán thiền ha, tăng chỉ là hệ duyên chỉ, tùy duyên chỉ với thể chân chỉ. Tới thể chân chỉ đó, chân là cái chân tánh nào, cái tự tánh. Lúc nó mới phát nghi. Mà tánh nó làm sao phát nghi được? Nó phải có tam quan. Tam quan là không quan, giả quan, trung quan. Cũng như bạn nào á, thì nó quan cái tóc này là giả, cái mặt trên này giả, tất cả đều là giả. Nhưng mà quan giác á, giả cũng không phải là thiệt giả. Thì quan không. Nhưng mà không á, thì không phải là thiệt không. Thì quan quan trùng mà giả chứ không là hai đạo, hai đạo nếu không có thì chính giữa là sao có, trùng cũng không thành đạo. Vậy mà nó là tại sao, cái tại sao nó mới lại như thế đó, lâu lâu thì nó mới tu tới cái bằng thể chân chỉ rồi đó, tự nhiên nó phát lên cái nguyên này, rồi vô cái nghi nó mới ngộ, nó mới chứng quả. Thì cái tông phái nào cũng là vô nghi mà ngộ. Cho đến nhà khoa học thế gian cũng vậy, vô nghi mà ngộ. Cũng như mà bây giờ học trò là học bài toán, suy nghĩ không ra, cũng nghi cho trong bụng á ha. Rồi nghi với cái kinh nghiệm nó ngộ, mà làm chậm. Cái pháp thế gian cũng vậy, nhưng mà pháp thế gian thì dùng cái bộ óc khi nghiên cứu tìm hiểu, gọi là hồn nhiên. Tham thiền thì không cho bộ óc nghiên cứu tìm hiểu, không cho bộ óc suy nghĩ, để nuôi cái nghi tịnh, để nó cái nghi tịnh nó tự mình nó là một. Cho nên á, cái hiện tại của tịnh độ nó khác hơn cái nghi tịnh của tham thiền.
tịnh độ niệm Phật có giảng sanh trừ mộ chỉ là cái bằng mắt thôi, tức là không sụp đuôi thôi, chứ không phải là mộ. Dạ, bây giờ là 5 giờ 5 phút. Xin mong quý vị là quý vị là cố gắng và đánh đọc để nghe. Chỉ còn một số câu hỏi nữa, 6-7 thanh nghĩ nữa, coi giờ thời gian nữa. Thì thường gọi sẽ giải thích hết anh. Trong phần kinh điển của Đức Phật được truyền tụng phần chú tại sao không phiên âm và phiên dịch ra tiếng Việt Nam? Tại vì các Phật tử họ không hiểu ý nghĩa lời nói của Đức Phật để họ theo và tu học tinh tấn. Và khi họ điều luận chú, họ có lòng làm gì trong vấn đề này không? Cái kinh điển thằng chú á, là về cái mặt tông á, cái chú tại sao nó không dịch, cái tác dụng cũng như cái thằng tông cái nghi này vậy. Nó không muốn cho bỏ óc biết, muốn hiểu cái không biết của bỏ óc, cho nên nó mới không dịch nhã, để mình cứ tụng cái an mà không biết được gì hết á. Là giữ được cái không biết, giữ được cái không biết thì cái bộ óc nó được thanh tịnh á. Nhưng mà tại nó không có giáo hỏi, không có nghi, cho nên nó không có thể ngộ thôi. Nhưng mà nó giữ được cái không biết á, lâu ngày cái bộ óc nó thanh tịnh á, nó cũng phát được thần thông. Người tu mặt tông nó dễ phát thần thông á. Nhưng mà chỉ dùng cái câu chú á để mà đề nén vọng tưởng cho đến thất thần thông, nhưng mà vẫn còn cái nguy hiểm đó hồi nãy tôi nói đó, và cái kết quả đó. Cho nên á, mình muốn tu cái mặt tông cũng phải theo đúng cái tông chỉ của mặt tông mới được. Bây giờ á, nói là hiểu cái ý nghĩa lời nói của Đức Phật á. Nếu mà lưỡi theo cái lời nói của Đức Phật á, cũng không có đúng. Phải hiểu cái ý của Phật nói cái lời nói này mới đúng. Phật ở trong kinh nó có thí dụ nè. Cái người mù á, từ mẹ lẽ đã không có con mắt, không thấy mặt trời, là dù cho người chưa ngộ. Người mắt sáng dù cho người lãng ngộ. Người mù không thấy mặt trời hỏi người mắt sáng với mặt trời là thế nào. Người mắt sáng giảng tả mặt trời là tròn, nông. Thì người mắt sáng giảng tả mặt trời thì đúng rồi. Nhưng mà người mù á, lũi theo cái lời của người mắt sáng, cho tròn chứ nông là mặt trời thì sai. Tại sao vậy? Tại thiếu gì lầu mà tròn với nón là phải mặt trời. Người giảng tả mặt trời là tròn với nón thì đúng, nhưng mà người mù cho tròn với nón là mặt trời thì sai. Ví dụ á, tôi giảng tả thêm á ha, ví dụ thêm cũng như tôi biết ông Trương, mặt mũi ông Trương tôi biết, quý vị chưa có gặp chưa biết. Tôi giảng tả cái mặt mũi của ông Trương, tóc làm sao, mày làm sao, con mắt làm sao, lỗ mũi làm sao, miệng làm sao, lỗ tai làm sao, ôm, à, mặt, cao thấp, mặc đồ gì tôi nói luôn hết. Tôi giảng tả theo là đúng, giống hệt ông Trương. Nhưng mà quý vị ở ngoài đường gặp ông Trương cũng không biết ông đó là ông Trương. Tại chỉ nghe cái lời nói của tôi, không phải là đích thân gặp. Khi nào mà gặp rồi đó, tôi giới thiệu là hôm nay là ông Trương nè, khỏi cần giảng tả nữa, sau này ở lâu gặp cũng biết. Khỏi cần giảng tả, khỏi cần nói. Cho nên á, Phật á, nói cái lời nói ở trong kinh điển á, là muốn chỉ hết cái bệnh mù của chúng sanh, để mà tự mình đích thân thấy. Thôi không có bị cái lời nói của Phật được gặp. Thế đừng có lưỡi theo cái lời nói của Phật cho là chân lý là sai lầm. Phật là
không có kiến lập chân lý khác hơn tất cả tôn giáo khác. Tất cả tôn giáo khác đó, thì giáo chủ ngồi giàn ngộ được có cái chân lý, tự mình làm giáo chủ để hoàn dương cái chân lý của mình họ. Còn Phật Thích Ca, cái mộ của Phật Thích Ca là vô chỉ, không có sự bắt đầu. Không có sự bắt đầu tức là cái ngã vô sanh. Không có sự sanh khởi. Nếu mà có sanh khởi thì phải có bắt đầu. Cho nên người mộ, người chứng mộ cái bản mộ pháp vô sanh, chứng vô sanh thâm nhãn. Nếu mà là vô sanh ấy, thì làm sao sanh ra cái chân lý được? Nếu mà có chân lý thì có giả lý, có tương đối. Nếu mà theo cái lời Phật là vô thủy, cho nên á, Phật á, vừa nói á, tự mình phủ định nè, kiến lập sự phủ định, cũng như không có tam thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tức là kinh gian duyên giết Bồ Tát, mà nói có tam thừa, không có Phật, nói có Phật, rồi á, nói rồi là tự mình phủ định, cũng như kinh Lăng Già, nó chẳng có Phật niết bàn, chẳng có niết bàn Phật. Mà tự mình thuyết pháp, tự mình phủ định. Nói tôi thuyết pháp 49 năm chưa từng viết một chữ. Ai nói Phật có thuyết pháp là phỉ báng Phật. Chính là Kinh Kim Cang nói vậy. Giúp mau tưởng, nhưng mà sự thật thì không phải mau tưởng. Cho nên Ngài mình nghe nói đó, nếu mà chỉ biết kiến lập mà không biết phủ định thì chẳng phải là Phật. Nếu mà chỉ biết phủ định mà không biết kiến lập cũng chẳng phải là Phật. Phật kiến niệm rồi, kiến lập rồi, tự mình phủ định. Tại sao? Nếu mà không kiến lập thì không có thể độ chúng sanh. Mà nếu mà không phủ định á, thì tại chúng sanh chấp thật nó không có để mà giải thoát. Cho nên á, Phật là kiến lập rồi, phủ định ngay. Không có để cho mà chúng sanh mà chấp được. Cho nên á, các cái ngoại đạo á, muốn công kích Phật, muốn theo cái kinh điển của Phật để mà chỉ trích Phật, nhưng mà Phật đã tự mình phủ định rồi, đâu có cần mang ngoại đạo mà để mà chỉ trích nữa. Thì sự thật á, mình phải hiểu cái ý của Phật, chứ không có lũi theo cái lời nói của Phật. Cho nên Phật ở trong Kinh Lăng Già nói Phật thuyết pháp chẳng lọa vào danh tự. Ở trong cái cuốn Gốc Nhạc á, Gốc Nhạc rồi Phật Lỗ và Thánh Giảng á, thì có lục căn cái Kinh Lăng Già đó, nói là Phật thuyết pháp chẳng lọa vào danh tự đó. Cũng chính là cái luật sư thiền này là bắt đặt danh tự, tức là không qua danh tự rồi nói, không qua danh tự chứ không phải là thay bỏ danh tự. Thuyết pháp cũng phải dùng cái lời nói danh tự để thuyết pháp, nhưng mà không có chắc cái lời nói danh tự là chân lý là thiệt. Chỉ là phương tiện, thì Phật nói cái phương tiện đó cũng như là ngón tay chỉ mặt trăng. Tất cả kinh điển đều là ngón tay, cái Phật tánh là mặt trăng. Bây giờ mình phải nhờ cái ngón tay mà ngó thấy mặt trăng. Nếu mà không nhờ ngón tay á, thì mặt trăng ở bên này mình ngó bên kia không thấy được mặt trăng. Nhưng mà bây giờ á, người ta một Phật á, không chịu nhờ cái ngón tay để ngó mặt thấy mặt trăng, lại mà nhìn cái ngón tay, lại nhân cứu ngón tay. Ở trong ngón tay thì mặt trăng, cũng như ở trong kinh Phật thì chân lý là sai lầm. Cho nên Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm á, của những người đó, nói những người đó đó, không những mà không thấy được mặt trăng, cũng không biết ngón tay, không những mà không biết ngón tay cũng không
không phân biệt được hai tướng sanh như tôi. Tại sao vậy? Tại cái mặt trăng là có sáng, còn móng tay nó không có sáng. Tại sao mà ông muốn ở trong móng tay thì mặt trăng, tức là không hiểu cái sanh như tôi. Đó. Mà cái mặt, cái móng tay nó phải mặt trăng, mà cho móng tay là mặt trăng thì không biết cái móng tay đó, cũng không thấy mặt trăng nữa. Đó. Cho nên á, mình phải biết tất cả kinh điển chỉ là móng tay là phương tiện để chỉ cái mặt trăng. Mình phải nhờ móng tay này ngó cái mặt trăng nó đúng, chứ đừng có chấp móng tay là mặt trăng. Khi mà chấp móng tay mặt trăng thì sai, là lột vào cái gian tử. Xin lỗi quý vị, còn một số câu hỏi nhưng mà giờ đã hết, cho nên chắc có lẽ không thể trả lời được. Nhưng mà chắc trước khi chấm dứt thì còn một câu hỏi nữa thầy muốn cho được gọi giải thích. Bạch Thiện Sư, trong kinh Kim Cang Phật dạy muốn hàng phục vọng tâm phải dẹp trừ vọng tưởng, tham câu khỏi đầu là lấy vọng tưởng, dẹp vọng tưởng làm sao đến chỗ như như. Trong kinh Kim Cang hàng phục vọng tâm phải dẹp trừ vọng tưởng. Ở trong kinh Kim Cang á, là phải dạy mình dập trừ vọng tưởng. Ở trong kinh Kim Cang á, từ đầu tới cuối đều là cái ngã ba câu. À, tại sao nói là cái ngã ba câu á, ở trong kinh Kim Cang ha? Đức Phật nói chúng sinh, tức phi chúng sinh, thị danh chúng sinh. Phật nói thế giới, tức vì thế giới, thị danh thế giới. Phật nói đệ nhất ba la mật, tức vì đệ nhất ba la mật, thị danh đệ nhất ba la mật. Ba câu liên tiếp từ đầu tới cuối đều là cái nhãn ba câu. Cái câu thứ nhất á, chắc chúng sanh là chúng sanh, tập hiệp chúng sanh. Cái câu thứ nhì là phi chúng sanh, chẳng phải chúng sanh. Câu thứ ba, thị danh chúng sanh. Thị danh là giả danh. Tức là câu thứ nhất, thị chúng sanh là giả danh. Câu thứ nhì, phi chúng sanh cũng là giả danh. Câu thứ ba, cái giả danh đó cũng là giả danh. Nếu mà chắc có cái thiệt giả danh cũng còn là có sở trụ. Cái kinh Kim Cang á, lục tổ á bỏ cái câu mà mặc ưng vô sở trụ như sanh kim tam mà được bỏ lắm. Cái vô sở trụ mới là cái bản thể của Phật tánh. Tại sao mà muốn vô sở trụ? Tôi lá con dùng cái tay này ví dụ nhiều lần nữa ha. Cái tay này ví dụ cái cặp tánh nè, cái tâm của mình là hoặc bát dạng nan ha, muốn lấy cái giác cũng được, muốn lấy cái mặt giác cũng được, muốn lấy cái tắt cũng được, lấy bàn lấy ghế cũng được ha, nó làm cái gì cũng được hết. Nếu mà có sở trụ rồi đó thì cái hoặc bát dạng nan nó bị đánh nát. Bây giờ trụ cái giác này nè thì muốn lấy cái tắt không được, lấy mặt giác không được, cái bàn lấy ghế không được. Cho nên tham thiền nó dùng cái chổi automatic, dùng cái nhiệt tình đó quét ra đầu thì nó mới khôi phục cái hoạt bát dạng năng trở lại. Bây giờ muốn lấy cái gì cũng được hết. Mà cái giác này đó cần thuộc về cái bên có. Bây giờ chủ nói không, ở trong không có gì hết thì cũng bị mắc kẹt, cái hoạt bát dạng năng cũng bị đánh mắt. Cũng lên giác không được, lên tắt không được, lên mặt giác không được, lên cái gì cũng không được. Cho nên cái không cũng phải quên. Nó mời khỏi thuộc cái quả bắt dạng năng trở lại. Cái này là cái nhã vô số trụ. Ưng vô số trụ sanh kỳ tâm là cái gì? Cái dụ của tâm. Nếu mà cái tâm có số trụ á thì xứng lại không dùng được.
cũng như mà dù cái giết tha là cái không có không đều là mắc kẹt. Cái không có vô số trụ. Bây giờ á, cho có vọng tưởng là thiệt thì cái tâm đã tự động cái vọng rồi. Làm sao mà tha được cái vọng? Hồi nãy á, tôi đã nói là vô minh nè, Phật nói vô minh nè, vọng là không có vọng. Tại sao mà còn lấy vọng để tha vọng? Cái nghi tình á là cái không biết của bộ. Mặc dù nó cũng là cái không biết của bộ, nhưng mà tại cái nó không biết đó thì nó là vô trụ rồi. Tại sao vậy? Nó không biết có thì nó không trụ nó có, nó không biết không có thì không trụ nó không có, nó không biết cũng có cũng không thì không trụ nó cũng có cũng không, nó không biết chẳng có chẳng không thì không trụ nó chẳng có không chẳng không, thì tự nhiên nó lìa tư cu, nó không có trụ rồi. Vô cái nghi tình là bản vô là không trụ rồi, tại nó không biết thì không có thể trụ được. Muốn trụ phải biết mới trụ được. Cho nên á, giữ được cái nghi tình thì là thực hành cái ngã ba câu của Kinh Kim Cang rồi. Quyết sạch tất cả. Câu thứ nhất cũng quyết, câu thứ nhì cũng quyết, câu thứ ba cũng quyết. Nó tự động quyết, khỏi cần mà khỏi tâm động niệm muốn quyết. Nếu mà khỏi tâm động niệm muốn quyết, cái tâm này muốn quyết á cũng là vọng, quyết không được. Thưa quý vị, kính bạch thượng tọa diễn giả, thay mặt thính chúng trong pháp hội hôm nay, con xin nói lời cảm ơn thượng tọa diễn giả đã mang lại những pháp lành cho tất cả quý phật tử tại vùng sông Mê. Thưa quý vị, như trước đây tôi đã nói, thượng tọa Thích Chiêu Lực là một người Hoa, người Việt gốc Hoa đã ngụ tại Việt Nam trên 40 năm và hành đạo. Sau khi Ngài đi ra hải ngoại, Ngài đã đi thuyết giảng và giải thích về Phật học cũng như phương pháp thiền, tổ sư thiền rất nhiều nơi. Hôm nay Ngài trở lại với chúng ta lần thứ hai. Đó là một niềm vui cho tất cả những người Phật tử chúng ta